Tơ đặt qua ngày thứ 8, cái đề tài chiều nay thầy test cho những cái người tham dự trường hạ từ 8 ngày nay. Tôi hỏi quý vị, mục đích cái thời Phật Thích Ca còn tại thế, chứ Phật Thích Ca ngài do tu cái gì mà ngài thành Phật quý vị? Đức Phật Thích Ca tu cái gì thành Phật? Tu thiền, không có niệm Phật. Nhưng mà thật ra tại sao mà cái đời này chúng ta lại pháp môn tịnh độ thì lại thịnh hành hơn là pháp môn thiền tông? Thật ra Phật pháp 2600 năm đi về ngược lại lúc Đức Phật còn tại thế, nó không có thay đổi gì cả hết, mà tại sao lại có cái vấn đề là nó khác biệt như vậy? Tại sao chúng ta phải tu tịnh độ như vậy? Mục đích của tu tịnh độ là để làm cái gì quý vị? Mục đích tu tịnh độ là cái gì? Hồi nãy quý vị tụng lương bằng sáng đó, quý vị thấy trong những cái đoạn kinh các ngài chỉ nói là tại sao chúng ta không ngồi thiền một chút mỗi lần. Cái thời của ngài Tế Công Vua Lương Võ Đế là cái thời đó, là thời kỳ của cái gì quý vị? Thiền tâm đó quý vị, không có nói gì tới niệm Phật nha. Nguyên cả 10 quyển lương hoàng sáu chúng ta tụng tới quyển thứ 7 rồi cũng không nói niệm Phật, chỉ sắc tấn đại chúng mấy ông ngồi thiền chút chưa nóng cái bồ đòn nó ra mỗi lần có cái gì, không có nói gì hết. Mà tại sao ngài Tế Công ngài nêu một loạt những cái tên, những cái gì chủ thiện Phật ác, rồi thủ hộ trì chú, rồi chư thiên có không cái gì? Tại vì cái gì để nhớ cái thời ngài Tế Công đó là tượng pháp, tức là sau khi vua Lương Võ Đế mà xuất hiện cái gì điếm từ thời sơ tổ là ngài Ca Diếp, tới ngài Bồ Đề Đạt Ma mà đi qua tới bên Tàu là tổ thứ 28 rồi. 28 vị tổ, mà lúc đó là nó hẳn Đức Phật nhập diệt đã trên 1000 năm rồi, tức là qua thời kỳ tượng pháp. Tượng có nghĩa là tương tự với chánh pháp. Lúc đó 1000 người tu chỉ có khoảng 50%, 500 người chứng thôi, mà không có pháp môn tu niệm Phật. Cái thời đó vẫn còn tu thiền tâm. Và quý vị thấy vì ngài Tế Công là một vị A-la-hán, cho nên ngài có thiên nhãn, ngài biết bao nhiêu vị chư thiên chư tiên. Khi chúng ta trì chú thì có thủ hộ trì chú, cho nên ngài viết ra cái sớ này, cái sám này thì viết tới những cái vị mà hoàn toàn cái thế giới này mình không có thấy, phải không quý vị? Ngài viết cho Atula sám hối cho chư thiên chư long vương. Mà Long Vương, ngài biết tên của những vị Long Vương, tên của những vị Long Vương. Thành ra hồi đó khi mà Hòa Thượng Ân Sư còn sống mà ngài cầu đảo là ngài biết tên của những vị Long Vương. Còn chúng ta bây giờ thử lập đàn cầu đảo, phải biết tên những vị Long Vương giống như là trong cái cuốn Lương Bằng Sám. Mới tóm lại cái thời đó là thời vẫn còn tượng pháp, cho nên người ta không có tu tịnh độ. Tôi đối với gì mục đích mà các tổ sư tịnh độ ngài đặt ra pháp môn tịnh độ để làm cái gì? Cái câu nói đới nghiệp vãng sanh là cũng một phần. Thật ra bây giờ quý vị gồm lại coi, nhìn là cái thiền tông và tịnh độ tông. Bây giờ thiền tông tại Việt Nam là có cái dòng thiền của Hòa Thượng Trúc Lâm Thanh Tự. Dòng thiền đó quý vị vào trong web của Hòa Thượng đó là quý vị thấy rất là Hòa Thượng Thanh Từ bây giờ cả rất nhiều dòng phái thiền tông. Và tịnh độ tông thì bây giờ hầu như là của Hòa Thượng, ảnh hưởng của bên tịnh tông học hội là của bên Úc, tức là Hòa Thượng nhiều cái gì? Tịnh Không. Hòa Thượng Tịnh Không thì có cách đây mười mấy năm, cái phong trào mà tam thời hệ niệm, phải không quý vị? Bây giờ ở trong này nè, mở cái máy lên đi Thụy, mở cái volume nó để cho thầy chiếu. Thầy chiếu là dân từ Úc Châu quá nè. Trước khi mà thầy trở thành đệ tử của sư phụ, thầy chiếu là thầy đã từng tu bên Úc. Đây nè, cái này cái microphone này nè, con mở cái đó lên để cho thầy thử. Có phải là... Được rồi, con thử rồi. Được rồi, 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 đưa cho thầy chiếu. Bớt cái đó là chút, rồi. Rồi, rồi. Như vậy thầy Tệ Chiếu đã từng tu tịnh độ, mà quý vị nhớ là pháp sư tịnh không ở bên Úc ảnh hưởng rất mạnh, phải không quý vị?
Bây giờ con nói sơ trước khi con gặp sư phụ, ai cũng biết rằng Hòa Thượng Tịnh Không là một vị đạo cao đức trọng, người Trung Hoa. Chúng ta phải dùng danh từ nha. Khi mà má của Triển là một người Hoa, mà khi mà cầu nói chuyện với bà đó, mình nói bà là người Tàu, bà nói đừng nói người Tàu, người Tàu là của Trung Cộng, mà bà là người của Trung Hoa Dân Quốc. Bà là, cũng như khi mình nói tới Việt Nam á, người Mỹ họ lầm lắm. Họ lầm cái người Việt Nam mình là Việt Nam, mà không phải là Việt Nam Cộng Hòa và Việt Nam Cộng Sản. Hiểu chưa quý vị? Thằng này khi nói tới má của Triển là bà không có chịu, bà nói đừng có nói bà là người Tàu, bà sinh tại Quảng Đông mà Trung Hoa. Khi mà Mao Trạch Đông vào chiếm Hoa Lục thì bà là cái người của Trưởng Giới Thạch, bà không có chạy qua Đài Loan mà bà chạy vào Việt Nam. Thành ra bà nói chúng tôi cũng ghét Trung Cộng tới xương luôn. Hiểu chưa quý vị? Thành ra chúng ta đừng có lầm cái danh từ, cũng như bây giờ mình nói là dân Bắc Kỳ 54 thì hỏi là Bắc Kỳ 9 nút và Bắc Kỳ 75 là mấy nút quý vị? 2 nút. Xin hỏi anh là ai? Bắc Kỳ 9 nút hay Bắc Kỳ 2 nút? Hiểu chưa? Phải thấy rõ chứ đừng thấy người Bắc là mình nói cái đó là Cộng sản. Không phải. Thấy không? Cho nên quý vị biết rõ rằng phong trào Tịnh Độ rất mạnh. Và khi đó thầy hỏi con bên đó Tịnh Tông Học Hội của Hòa Thượng Tịnh Không, tại sao mình đã nổi uy tín đến nỗi mà cái phong trào mười mấy năm về trước, khi mà nó xảy ra cái phong trào mà ở bên Malaysia, Malaysia tức là dùng Indo, nhưng mà Mã Lai Á đó có một cái đại gia, có một cái công ty rất là giàu, nhưng mà công ty đó lại bị ma quỷ trong cái hãng nó nổi lên, có nhiều người vong chết, và họ làm có tiền mà họ bị cứ thất thoát bị những chuyện này kia. Và chính pháp sư Hòa Thượng Tịnh Không đã mở ra một cái tam thời hộ niệm. Thật ra quý vị đã đọc cái cuốn Tam Thời Hộ Niệm, nó không có gì, chỉ là một người thiền sư. Cái pháp môn Tịnh Độ này bây giờ mà Tam Thời Hộ Niệm để cho một ông trung phong thiền sư, phải quý vị? Quý vị đọc cái cuốn sách của mình Tam Thời Hộ Niệm trung phong thiền sư, phải quý vị? Tác giả là ông thiền sư chứ không phải tác giả là ông Tịnh Độ. Quý vị thấy bằng cái điểm đó, thầy muốn đi bữa nay highlight cái ông mà soạn ra Tam Thời Hệ Niệm. Tam là ba, thời là thời, hệ lục hệ hệ niệm tức là quan trọng, mà coi như cái hệ phái hệ niệm này là tụng ba thời Di Đà, ba thời kinh A Di Đà, tức là trai chủ thì họ cầu siêu. Thì khi đó Hòa Thượng Tịnh Không mới là tụng cho cái hãng đó, cái công ty đó, và tụng xong đó thì cái hãng đó nó lỡ lên, nó hết có những chuyện mà rách rối và những cái vong linh trong đó họ được siêu thoát. Và sau đó người ta tin quá là từ đó họ thỉnh Hòa Thượng Tịnh Không tụng, mà có những pháp hội mà người Malaysia họ giữ tới 20.000 người. Thì bây giờ thầy mời con những lời sư phụ nói, mời thầy chạy chiếu. Hồi đó là trước khi từ Úc Châu qua Mỹ, thầy tu ở trong Tam Thời Hệ Niệm, và con thấy cái ảnh hưởng của Hòa Thượng Tịnh Không như thế nào. Con biết từ đầu khi mà hồi đó con cũng là một trong những người ở trong cái Tam Thời Hệ Niệm, tu về theo cái hệ của Hòa Thượng Tịnh Không. Con nói cho đại chúng nghe. Phật kính thưa sư phụ, thì như những lời sư phụ nói thì sư phụ nói hết rồi, nhưng mà Tam Thời Hệ Niệm thì trong pháp môn Tịnh Độ của pháp sư Tịnh Không thì hằng ngày chỉ đọc kinh A Di Đà rồi sướng tán cộng vậy thôi, tả cá vậy thôi, chứ còn không có chú Đại Bi, không có kinh gì khác. Thành ra quý vị, ai đã từng tu với bên pháp môn Tịnh Độ của pháp sư Ngộ Thông, đưa thầy coi coi, ai đã từng giữ Tam Thời Hệ Niệm? Trong này có người nào đã từng tu Tam Thời Hệ Niệm chứ? Thật ra họ tụng ba thời A Di Đà, nhưng mà trong đó nổi cái bài tán á, tán Phật A Di Đà Phật thân kim sắc, nổi cái bài tán thì mình tụng đó, mình tụng chưa được phút, mà bên Tịnh Tông họ tán, họ đánh pháp khí nửa tiếng đồng hồ. Tức là nhạc ca bên người Hoa đó họ có một cái là nghi thức, mà có lễ nhạc. Thành ra là trong đó là ảnh hưởng đó là hầu như tán tụng mà cái đó không có hiểu, nhưng mà nó làm một cái âm thanh người ta nghe người ta rất là thích thú, kêu là nhạc lễ đó quý vị. Thì bây giờ cái phong trào đó được truyền vào trong cái đạo Phật Hoa về Trung. Hồi xưa quý vị nào mà đã thấy các thầy mà ở miền Trung mà làm trai đàn chẩn tế đó, nó có những cái loại nhạc cung đình,
ai mà về Huế thấy cái dàn mà họ làm đây là kinh tế, trong đó có đàn này, đàn cò, đàn đủ loại hết, thì qua tới bên chiều qua Việt Nam chúng ta thì ảnh hưởng các loại nhạc cung đình của các triều đại nhà Nguyễn. Và khi vào trong tới sự miền Nam á, thì thầy Tệ Hỷ nè, ổng cũng là dân xuất thân từ Lục Hòa, là cũng tán tụng đánh bằng những cái trống, cái này cái kia. Tới đây còn bên ở bên Tịnh Tông Hồng Hội thì kêu là pháp khí, pháp khí. Rồi khi họ niệm Phật á, thì họ xài cái đĩa chung. Địa chung là đánh, cái là đánh một cái địa là đất, đại hồng chung treo, mà cái này chung treo dưới đất, để dưới đất kêu là địa chung, tức là chung nhỏ để đánh một cái mỏ nhỏ, là cái đánh là lấy cái việc là ai như là Phật, ai như là mà đánh lẹ lẹ lẹ, đúng không con? Thành ra hầu như cái đó là không có khai thị gì hết. Tụng chỉ nghe thích, đầu tiên người ta thích nó nghe nhạc. Ai mà đã từng nghe cái pháp khí của bên Tịnh Tông Phật Hội thì người ta chỉ là những âm nhạc, nó đúng là âm nhạc tán thán ca tụng Đức Phật A Di Đà, mà lại do ông Trung Phong thiền sư. Thì những đa số Tịnh Tông Hồng Hội họ có lợi ích cho người âm và cái người dương đầu tiên họ theo. Nhưng mà họ theo một thời gian rồi thì họ thấy cũng chỉ nhiêu đó thôi. Bất cứ pháp hội nào có tâm thời hệ niệm thì cũng đều giống nhau, không có một cái gì thay đổi, phải không? Đó, thành ra lần lần cái phong trào tâm thời hệ niệm, cái gì nghe riết nó cũng quen. Bây giờ quý vị thích nghe một bản nhạc, nhưng mà cái bản nhạc đó cứ nghe một ngày ba lần, rồi mở một pháp tu 10 ngày. Chẳng hạn bây giờ thầy mở 10 ngày mà thầy cứ chôn cho tụi con làm tam thời niệm Di Đà, sáng thời Di Đà, rồi cầu siêu trưa thời Di Đà, rồi cầu siêu chiều thời Di Đà, 10 ngày quý vị có thích không? Pháp hội đầu tiên thích, nhưng lần lần rồi thì những cái phong trào phong tam thời niệm nó từ từ nó yếu dần và nó không có cái gì để mà hấp dẫn cái Phật tử trong cái tịnh độ. Thành bây giờ thầy tóm lại, cái tịnh tâm học hội là họ chủ trương vô hòa thượng tịnh không. Hồi xưa chúng ta cũng tu tịnh độ, nhưng mà cái tịnh độ của Phật giáo Việt Nam, Việt Nam Cộng Hòa thì cho tụng tất cả, chứ không phải như là cái tịnh độ của mình hòa thượng tịnh không. Hòa thượng tịnh không chủ trương bây giờ không có trì chú đại bi, không có trì chú lăng nghiêm, kể cả chú giảng sanh của Phật ở Di Đà mình có tụng không quý vị? Có tụng không? Có tụng chú giảng sanh, chú thất Phật diệt tội. Nhưng mà trong cái thời khóa thì tại vì tôi nhớ tôi một lần tôi nghe ngài Ngộ Thông này, nó không cần gì chỉ niệm Phật không? Dạ không, cái cũng là cũng có qua làm địa tạng rồi tụng chú giảng sanh rồi đi kinh hành, là cũng có dược sư thì cũng là có tụng bên tán bên dược sư. Tại sao bây giờ có những thầy đi học bên Úc về rồi lên giảng pháp đó là không cần trì chú gì hết? Có họ cho nói chỉ niệm Phật không? Quý vị mở đi, có những cái YouTube họ nói chỉ niệm Phật không? Không cần những kinh khác. Thật ra đó, tôi nói cho quý vị ra đó, cái điểm mà quý vị thấy, tôi hỏi quý vị, Phật A Di Đà và Phật Thích Ca có khác nhau không? Không khác. Xuất thân tụng kinh Diệu Pháp Liên Ga là 16 vị thái tử sa di, có phải không quý vị? Cùng một cái tông môn cái thời đó, 16 vị đó đều thay phiên nhau lên pháp tòa, còn sa di mà đã giảng kinh, hiểu chưa? Chị Diệu Pháp Liên Ga, thật ra chúng ta tu một thời gian là chúng ta phải hiểu nguồn gốc. Như vậy cái tịnh độ này nó đầu tiên nó thật ra đó đi trượt lên mấy trăm năm về trước nữa, những cái vị tổ đều là thiền sư phía ra không à. Người ta ngồi thiền căn cơ càng ngày càng thấp kém. Tôi hỏi quý vị nha, bây giờ tôi tịnh độ là tự lực hay tha lực? Tha lực, chỉ nói như vậy chứ mà thật sự tha lực có phải là gì? Quý vị phải có tự lực nữa. Lầm rồi. Tu tịnh độ mà nói là tự lực là tha lực không là sai, người đó chưa hiểu đạo. Thật ra đâu phải dùng chút ít phước đức nhân duyên mà được sanh về cõi đó, phải không quý vị? Tức là Đức Phật đã nói trong kinh A Di Đà với ngài Xá Lợi Phất rồi, hầu như chúng ta quên hẳn là chúng ta phải dùng cái tự lực chúng ta rất nhiều. Thành ra nó đi hai cái, vừa tự lực vừa tha lực. Tôi ví dụ như đi thi tú tài mà chúng ta phải làm bài toán, chúng ta phải văn ôn võ luyện thiệt giỏi, nhưng mà rồi chúng ta lại nương theo có một người dạy kèm nữa, hiểu chưa? Tha lực là dạy kèm nữa,
thì người đó chắc chắn thi đậu. Còn bây giờ tu thiền là cái người đó đi học, một cậu học trò thi tú tài đôi trước 75 mà cậu này coi như là tự mình làm, ê lại đây tôi có cái khóa dạy kèm học, thì thật ra đó cái cậu này chỉ dùng tự lực mình giỏi tu thiền là vậy, nhưng mà đối với sư phụ mà có người dạy kèm vẫn tốt hơn, hiểu chưa quý vị? Thành ra hai cái đều được tự lực và tha lực hết. Thành ra đối với quý vị bây giờ mục đích của niệm Phật là gì? Thời gian đầu căn cơ của loài người là căn cơ của chúng sanh, ít có khẩu niệm lắm. Thành ra người ta tu ngay cái ý, ngồi thiền là tu ngay cái ý. Và niệm Phật á, người thiền ngày sau người ta cho một câu thổi đầu thôi, một câu thổi đầu. Thí dụ như bây giờ họ hỏi, đưa một cái đề tài trong một cái pha mùa hạ như vậy, ta hỏi là ngồi thiền là ai ngồi, ai đang ngồi thiền đây hả? Nếu mà mình nói là ở cái thân ngồi thì ta nói cái thân này chết đốt thành tro rồi, thì bắt đầu mình ngồi mình quán thì ra mà thường cũng được đánh đi người thiền sư khai thị tiếp. Ủa nếu cái thân này ngồi thiền vậy chết từ về cực lạc về bằng cái thân hay cái tâm? Về bằng cái thân hay cái tâm? Như vậy ngồi thiền là phải điều tâm hay là điều thân? Được thôi, nó nói là về cái tâm gì, chúng ta tu tâm rồi đó mà, tu tâm nhưng mà không có cái thân á, khi mất cái thân rồi á lấy đâu tu, hiểu chưa? Cứ ngồi dùng trí huệ. Lúc đó hòa thượng nó uống, mày nói mày tu tâm như vậy mày không có cái thân với ngồi đi. Cũng như bây giờ tôi hỏi quý vị nè, qua đây là cái gì, đi bằng cái gì? Đi bằng cái máy bay. Mày không có máy bay lâu đâu mày đi. Thành ra từ đó cứ ngồi mà dùng cái ngồi trong đó để mà dùng cái tư tưởng để mà tìm ra câu trả lời, tìm ra câu trả lời. Thành ra tìm riết, mà khi nào mà người đó tìm ra câu trả lời đó, thì chẳng hạn như cái đề tài một cái vị thiền sư họ đưa ra, rồi cái người kia gọi là thổi đầu, họ đưa một câu hỏi rồi đưa một cái đề tài là chúng để người đệ tử ngồi đó để mà tư duy, tránh tư duy, kêu là ngồi chúng nó thiền mà bắt hết tư tưởng kêu là si thiền. Nếu mà quả thật thiền để đạt tới trạng thái vô niệm thì thà ngủ nhưng trời hiểu cũng đạt trạng thái vô niệm vậy. Ha, phải không vậy? Khi mà ông thầy thiền ông ngủ thương ghét quá để lòng không có nhưng mà trong nhà thiền kêu là hôn trầm. Thành ra đừng có cho ngồi thiền giỏi. Đối với sư phụ bây giờ, thành ra rồi quý vị ngồi rồi lúc đó, quý vị ngồi giỏi lắm 2 tiếng. Bây giờ trình chương trình của Hòa Thượng Thanh Từ là tổ chức cho thiền sinh là 2 tiếng. Rồi bây giờ cái chương trình khá lần nữa là 4 tiếng. Và chương trình khá là 6 tiếng. Bây giờ không có chùa nào mà dám mở ra chương trình ngồi tới 8 tiếng hết. Cho nên rồi một ngày 24 tiếng mình chỉ có 1/3 là mình nhập thiền, rồi còn lại những cái thời gian còn lại chúng ta đi vào cái tham sinh si. Thành ra các tổ thấy là ngồi thiền thì nguyên hồi xưa ngồi thiền thì đại chúng rất là thanh tịnh, nhưng mà xả thiền ra bắt đầu nó ngồi nó than, nó nói chuyện lỗi người này. Hồi nãy tôi thấy cái thằng kia nó ngồi nó gục gà ấy, hòa thượng lấy cây quýnh nó cái thành bắt đầu ông chết rồi. Ngồi ra là bắt đầu cái khẩu, do đó các ngài mới bắt là niệm Phật. Bắt đầu là thiền tịnh song tu. Ngồi là cái thân thôi, nhưng mà cái miệng vẫn còn hoạt động, thấy không? Thành ra khi ngồi đó thì khi ngồi không có nói chuyện, nhưng mà đi ra ngoài thì cái miệng lết nhét nó bậy. Thành ra các ngài bắt là niệm Phật. Niệm Phật coi như là đi đứng nằm ngồi đều niệm Phật. Cho nên các ngài mới chế ra cái môn là trì danh niệm Phật, hiểu chưa? Trì danh niệm Phật là tại vì thay vì mình đi cái nói chuyện thị phi mà ông hòa thượng ông đi ông thấy mình không có niệm Phật thì mình nói bậy. Cho nên cái người đó cắt chấp vào câu niệm Phật rồi thì cứ đi đâu cũng niệm Phật, hết niệm Phật. Và bây giờ cái phong trào đó như vậy, đến nỗi mà khi mà mình đang niệm Phật vậy, cái người ta hỏi chẳng hạn như lúc đó hòa thượng ngoại thành hỏi thông lai thì tôi nói về A Di Đà Phật, câu trả lời hiểu. Cho nên khi nói tới cái ai thông lai dạ, thế mình nói dạ không phải A Di Đà Phật, thành ra riết quân tập té ra cũng là A Di Đà Phật, mà giật mình cứ A Di Đà Phật. Rồi cái gì cũng là của A Di Đà Phật, ngay cả ở bên nước Malaysia, ở bên cái nước như bây giờ Singapore, họ gặp nhau họ chào nhau họ vẫn là A Di Đà Phật. Ví dụ dạng Phật Thành là sao? A Di Đà Phật. Cho nên mà dạng Phật Thành tu cái gì quý vị? Tu thiền tịnh. Bên dạng Phật Thành nó có thiền đường và niệm Phật đường, cái câu chào là A Di Đà Phật, vì thấy như vậy nó đỡ hơn. Như vậy dùng cái niệm Phật để dập cái niệm thị phi thôi.
Cho nên hôm nay trì danh niệm Phật là gì? Đã có người đệ tử hỏi: Kính bạch sư phụ, Pháp Môn Tịnh Độ có 4 cấp bậc. Thứ nhất là trì danh niệm Phật, là cái nhất mới nhập môn. Cái thứ hai là quán tưởng niệm Phật. Quán tưởng niệm Phật là ngồi trước cái tượng này, nhìn cái tượng này niệm Phật. Thì bây giờ trì danh niệm Phật thì tụi con dễ hiểu lắm, là chỉ niệm A Di Đà Bà thôi, niệm liên tục. Nhưng mà niệm hoài cái đó đó, đầu tiên thì chúng ta nói bậy nói bạ, rồi có người niệm riết. Chẳng hạn như bây giờ tôi nói trong này có một vị đó là thầy bác thiện pháp. Bác Thiện Pháp ngồi đây nè, bác ở cái cảnh giới nào? Bác không còn trì danh niệm Phật nữa, mà bác đạt tới cái cảnh giới là hồi xưa bác mới đầu bác niệm Phật bằng cái danh hiệu, phải không? Phải không, bác Thiện Pháp? Rồi bây giờ bác đâu còn niệm nữa, bác niệm bằng cách nào đâu? Đưa cái máy ra coi, giờ bác niệm bằng cái gì? Thì ta dùng bác để chơi cái tiêu chỉnh cho tôi nói chuyện. Hồi xưa là bắt đầu mới tu tịnh độ, bác tu cách nào? Mới tu lần đầu tiên mà bác mới tu tịnh độ, nó bắt dùng cái phương pháp nào để rồi tôi khai giảng từ từ cho quý vị thấy. Mới đầu thì con niệm bằng miệng, yeah. Nghe tiếng, niệm bằng miệng, lỗ tai nghe, rồi trí nhớ, nhưng từ từ cái nó quen được, giờ con niệm, con không còn niệm nữa, mà vẫn nghe, lúc nào cũng nghe. Không có niệm, con không nhất niệm mà nghe cái tiếng A Di Đà Phật vẫn ở lỗ tai. Dạ. Rồi. Thành ra, ví dụ như về Vĩnh An thì từ Sài Gòn về Sa Đéc, con vẫn nhìn thấy nhà cửa xe chạy đó, mình thấy như được, nhưng mà thấy vậy mà vẫn niệm Phật, vẫn nghe lúc nào nó miệng nghe. Không, miệng không có niệm. Miệng không có niệm mà lỗ tai lúc nào cũng nghe. Dạ. Rồi có lúc nào khi bác nhìn tượng Phật á, bác nhìn tượng Phật có tiếng niệm Phật không? Bác nhìn tượng Phật lúc bác nhìn. Dạ thì bây giờ con cũng nhìn tượng Phật để con nhớ quán tưởng như sư phụ dạy hôm trước đó. Thì con đang tập thì cũng có kết quả sư phụ. Nhưng mà mình đã giờ không có còn niệm miệng nữa mà chỉ có nghe cái tiếng niệm Phật hoài. Dạ, thì con cũng những tiếp tục làm như vậy. Nhìn hình để mà tưởng đến Phật và quán tưởng và nhớ như sư phụ dạy vậy đó. Cảm ơn bác Ngân. Thì tôi dùng bác làm cái tiêu chuẩn. Đầu tiên á, là các tổ thiền tâm thấy mấy thiền sinh sau cái thời ngồi thiền, thì cột lúc ngồi thiền thì cột được cái tâm, cột được cái miệng, cột được con mắt. Tại vì ngồi thiền nó con mắt không được nhắm 100%, nhắm 100% mà nó ngủ, mà mở ra thì nó loạn. Thành ra nhắm, nhìn Đức Phật ngày 1/3 nhìn xuống chứ không có nhìn lên. Mắt không được nhắm 100%, nhưng mà ngồi như vậy đó thì người ta lại thay vì niệm Phật, người ta cột vào cái hơi thở. Giống như tôi nói, đầu tiên là điếm hơi thở, điếm cái rô ra điếm 1, vô ra điếm 2, vô ra điếm 3, mà tới 10 niệm vậy mà không xen một niệm nào khó lắm. Cứ vô ra là 1, vô ra là 2, vô ra là 3, bắt đầu mình nghĩ, chà không biết chiều nay mưa có ướt không, phơi đồ vậy đó. Ta nghĩ vậy cái là điếm lại, vô ra là 1, vô ra 2, vô ra là 3, nghĩ xuống tới ngày mai cái vé máy bay nó có đổi không, rồi nghĩ lại, cứ vô ra cứ làm hoài. Mà có một niệm không phải là cái niệm Phật đó, là điếm lại. Khi nào mà trong 10 niệm mà quý vị không có xen một cái niệm gì ngoài cái niệm Phật đó, kêu là quý vị đưa được giai đoạn số 1 của trì danh niệm Phật. Rồi qua giai đoạn số 2 đó thì bỏ cái trì danh này, mà bên thiền thì kêu là tùy tức theo hơi thở. Cái đầu tiên kêu là sổ tức, tiếng Hán là điếm, sổ tức là điếm. Qua giai đoạn thứ 2 là tùy tức, điếm gì nó cũng còn mình, nó ba trường làng quá. Bây giờ cái hơi thở là cái tiêu chuẩn, còn hơi thở là còn sống, hết hơi thở là chết. Hồi xưa đó là cái ngày quán như vậy là sao? Đức Phật thì bắt quán tha ma, quán gò mã. Nhưng mà bây giờ tha ma gò mã đâu phải dễ vô đó ngồi. Cho nên các thiền sư bây giờ họ nói là nhìn đây để thấy cái vô thường. Còn vô là mượn, ra là trả. Còn vô là mượn, ra là trả. Hết thở là hết chết. Cho nên các thiền sinh họ ngồi, họ quán vô, họ tựa vào hơi thở và ta chửi mình cũng biết còn hơi thở thì còn nghe chửi. Hết hơi thở là hết nghe chửi. Cho nên họ quán vào đó. Còn hơi thở là nghe, hồi này ngồi hay quá, hồi này ngồi hay quá, ngồi tới 2 tiếng chưa biết đâu. Còn hơi thở là còn nghe khen, hết hơi thở là hết nghe khen. Cho nên họ dùng cái trí huệ họ cột vào hơi thở, họ thấy vô thường,
thế giao thừa cái gì cũng mượn, mà qua may mắn, rất là may mắn là cái oxy, cái không khí này không có, không có tốn tiền. Mượn cơm cũng tốn tiền, mượn bánh cũng tốn tiền, mượn cái gì cũng tốn tiền, mượn hamburger cũng tốn tiền, mượn cháo, mượn mì cũng tốn tiền, mượn nước cũng có khi có tốn, nhất là nước lọc. Nhưng mà may là mượn hơi thở. Cho nên người đó ngồi một lần riết một thời gian, không phải là thành Phật do cái đó, nhưng mà người ta thấy được cái vô thường, người ta không có hơn thua nữa. Từ từ cái họ tiến lên tới độ là trạng thái kêu là gì? Không còn hơn thua gì. Quán cái này nè, quán cái này chứ không có hơn thua nữa. À, thành ra bắt đầu thấy cái cô gái ngày xưa nó đẹp, mình đã bây giờ quán hơi thở. Còn hơi thở là còn tất cả, mất hơi thở là mất tất cả. Hồi xưa mình chưa hiểu đạo thì còn tiền, còn bạc, còn đệ tử, hết cơm, hết gạo, hết không lai. Nhưng mà sao? Bây giờ không phải vậy nữa. Không phải là còn tiền, còn bạc, mà còn hơi thở là còn tất cả. Mất hơi thở là mất tất cả. Khi mà dùng trí huệ quán như vậy đó, những con đường này sẽ đã đi qua rồi, thì lúc đó mình đạt tới cái trạng thái là mình an nhiên tự tại. Nhưng mà khi xả ra rồi đó thì vẫn động như thường. Cho nên các ngài cho tu thiền họ từng giai đoạn lần. Lúc đó là có nhiều giai đoạn, nó từ sơ thiền tới nhị thiền tới tam thiền tới tứ thiền. Thì những giai đoạn nào thầy sẽ cũng sẽ có ở trong cái ngày mai này hoặc chiều nay này, thầy sẽ có một cái buổi dạy quý vị. Dạy quý vị về thiền định song tu, mà thầy ngồi để hướng dẫn quý vị. Cái đó là cái chìa khóa cuối cùng để thầy áp dụng cho tụi con về, kêu là thiền định song tu. Ngồi thì ngồi thế thiền điều hơi thở, mà áp dụng tinh độ xen vào đó, nó rất có lợi lạc, hai cái nó không khác. Cho nên khi mà dạy người ta thì văn niệm Phật á, thì người ta niệm. Nhưng mà hòa thượng mới ông thầy thiền siêu nói, ủa ngồi trước bàn Phật sao mà nó niệm thanh tịnh quá, mà đi đứng nằm ngồi đó, nó xuống nhà biết nó niệm, nhưng mà nó có kiểu nó niệm cái kiểu là không có chí thành. Cho nên các ngài bắt phải quán tượng niệm Phật. Quán tượng niệm Phật là bây giờ ngồi lên nó nhìn tượng Đức Phật A Di Đà và quán tượng. Mà quán tượng niệm Phật, ngồi quý vị ngồi trước tượng ông Phật, tự nhiên quý vị, bây giờ tôi hỏi quý vị nha, nếu trì danh niệm Phật mà không có cái bàn Phật, và một người trì danh niệm Phật có cái bàn Phật, mà Phật càng đẹp, Phật càng trang nghiêm, bóng hoa càng ngon, thì các ngài mới thấy là ủa, những cái tên mà trì danh niệm Phật mà có bàn Phật, tại sao Phúc Long Chung nó nhẹ nhàng hơn, mà những cái tên mà không có cái bàn Phật, tại vì tu thiền hồi đó người ta kẹt cái bài kinh của bên Kim Cang, đầu tiên người ta tu là cái gì có tướng là giai thị hư vọng, hiểu chưa quý vị, cho người ta không có làm bàn Phật. Kinh Kim Cang cái gì có tướng là giai thị hư vọng, tại tu thiền là như vậy, phải không? Rồi bên cái ngài Lục Tổ Huệ Năng này cũng dạy kinh Bát Pháp Bảo Đàng, xưa bổn lai vô nhất vật, xưa đang có vật gì hết, tự mình đặt nó ra. Và Đức Phật Thích Ca này nó ta thiết pháp 49 năm không có nói lời nào hết, cái đó mới kẹt tu thiền là vậy. Nhưng mà nhân nhớ cái lời nói đó là dạy cho những người trình luận án tiến sĩ, dạy cho những người A La Hán, dạy cho Bồ Tát, mà mình lầm. Thành ra tuổi này lớp 3 trường làng, mới vô phải có này có kia, cho nó đầu tiên là phải có viết chì, rồi cho nó viết mực, rồi cho nó viết đồ, rồi bắt đầu mới cho nó viết nguyên tử, rồi nó mới đẹp. Hiểu chưa quý vị? Quý vị thấy hồi xưa cái dân Việt Nam Cộng Hòa của mình là viết lá tre nè, là viết chấm mực này, chữ viết rất là đẹp. Mà mình thấy dân bên Mỹ này chữ viết xấu quá à. Tại vì cặp cái gì với hồi xưa mình đó, đầu tiên quý vị nhớ viết chì rồi bắt viết mực, viết đồ. Rồi tới viết mà chấm lá tre viết á, rồi viết một viết rong, thành ra cái văn trước rất là đẹp. Từ thời Tây tới giờ người Việt mình viết rất đẹp. Nhưng mà chúng ta bị kẹt vào cái đó. Còn bên Mỹ đứa nhỏ cầm đâu giấy đó, còn người Việt mình là nói mình á, mình ăn tay mặt mà hả, mà mình ăn tay trái mà cầm tay mặt mà ông thầy quýnh chết luôn, viết tay trái là quýnh, có bị đòn cái gì, bị gò bó, bị trói buộc. Cho nên từ đó các ngài mới nói ủa, tại sao có bằng Phật thì nó niệm thanh lên, cho nên các ngài mới đưa lên cái là nhìn tượng niệm Phật. Nhìn tượng niệm Phật một thời gian rồi đó thì kẹt quá, nhìn tượng mà bây giờ ông thấy là có lúc có tượng không, thầy không nói là nhìn rồi làm sao thu cái hình ảnh đó, chứ là nhìn ông bắt nhìn không à, nhìn tới hồi khi nào mà nhắm mắt cái tượng nó vẫn nằm ở trong đầu mình, không còn tượng ngoài mà tượng ngay trong tâm. Bây giờ tôi hỏi quý vị nha, quý vị quán tượng Phật Di Đà khó lắm, nhưng mà nhắm mắt mình nhớ là cái người yêu quý vị dễ liền à, hả? Quý vị thấy cái đó khó không? Bây giờ bị ông Thiện Chơn á, ông nhìn cái Phật Thích Ca này là ông nhắm mắt là ông thu được bao nhiêu lâu,
Bây giờ ông nghĩ tới hồi đi, ông nhìn cái cô Nguyên Tịnh, ông nhắm cho nó hiện lúc đó liền. Ông thì cái technique là bắt như vậy đó. Quá, đầu tiên là trì danh niệm Phật, trì danh niệm Phật, nhưng mà thấy thời gian kết quả cũng tốt, tiến lên cái nữa là nó tu, tại sao mà có tượng rồi nó thanh tịnh hơn, bắt đầu mới bắt nó ngồi nhìn tượng niệm Phật, nhìn tượng thời gian thấy cũng không có được, nó nhìn vậy thôi, nhưng mà bắt nó làm sao là quán tưởng, mà cái Phật tượng Phật không cần ở ngoài, mà tượng Phật ở trong tâm mình, à tượng Phật trong tâm mình, rồi cuối cùng á tụi nó kẹt ở trong tâm mình á, cái nó ngồi cái nó bắt đầu ma nó dẫn, khi mà quán vậy cái ma thiên ma đó, nó bắt đầu nó thấy có những người mà sắp sửa mà lọt vào trong cái thực tướng niệm Phật đó, cái nó hiện ra, nó hiện ra cái có người niệm Phật xong có lên mét, và thượng ơi hồi tối con thấy Phật Di Đà ông hiện ra, ông phóng quang, à, ông làm này làm kia, cho bắt đầu khởi vọng tưởng, khởi vọng tưởng bắt đầu đi vào con đường tà đạo, niệm Phật để cho tâm đừng có tham, tâm đừng có khởi ham muốn, mà niệm Phật để ê thằng ba mày niệm mày thì có thấy Phật không Di Đà không, thấy sao, thấy sao, hồi qua tao thấy Phật Di Đà rờ tay tao, rờ đầu tao, thành nó thấy cái phong trò ra, các ngài mới đi tới cái chỗ là đã phá những cái đó, là thực tướng niệm Phật, thực tướng niệm Phật. Bởi vì ngày hôm qua mà khi mà cái bác này bắt nói bắt niệm, bác thấy mê thì tôi nói đừng đợi, tôi phải nói rõ cho đệ tử tôi, cái đó là đi, đi từ đây, đi từ đây mà về tới Colorado, mà đi đường bộ thì nó phải qua cái cầu nào, nó phải qua Utah, nó phải qua cái gì, nhưng mà đừng tưởng tới Utah là tưởng tới Denver, không có phải. Cho nên ngài nói thực tướng niệm Phật, thực tướng niệm Phật, một cái thực tướng niệm Phật là tu dẹp cái khẩu miệng. Mục đích niệm Phật, mục đích là quán tưởng niệm Phật, nhìn tưởng niệm Phật là tu để con mắt đừng dính vào cái sắc, tu tới niệm Phật để mà tới cái chỗ là khi mà một cái người đó không, cái miệng không nói bậy, con mắt thấy sắc, biết sắc, nhưng mà không có, con người đẹp đi qua rồi thì không có ghi lại cái gì nữa, thì cái người này đó là không có cần niệm nữa, tới cái chỗ thực tướng niệm Phật. Có khi nào mà bắt đầu mình có cái gì mình hơi bị nó lôi kéo thì mình dùng câu niệm Phật đè, giống như là niệm Phật chỉ là cái pháp môn uống thuốc, niệm Phật chỉ là cái bè qua sông, niệm Phật không phải để thành Phật, mà niệm Phật chỉ là phương tiện để tu thân khẩu và ý. Cho nên cái người niệm Phật mà phải biết cái thực tướng niệm Phật là gì. Thực tướng niệm Phật chỉ là cho chúng ta còn cái con khỉ của ý thức, còn cái miệng nó bị nó bà chứ không có gì hết, và con mắt, thành ra ba cái pháp môn này không hoài cái chuyện là coi như là chúng ta hàng phục cái thân, cái khẩu và cái ý của chúng ta. Mà cái thân chúng ta là cái gì? Cái thân chúng ta cái nguy hiểm nhất là con mắt và cái miệng và lỗ tai ha. Bởi vậy đầu tiên tụi con niệm Phật, mà bây giờ con không niệm nữa, tự nhiên cái tiếng niệm Phật nó vang vẳng bên tai. Như vậy bây giờ đó, khi ông ngồi đó mà ông nghe người ta, ông thấy ngài ông đi ngang cái máy đèn, mỗi lần thầy để ngay cái cầu á, mà ông nghe cái tiếng máy đèn nổ rầm 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 rầm, mà ông phải ông đứng đó là ông vẫn nghe cái đó là tiếng niệm Phật. Như vậy không phải là niệm Phật không có phân biệt, niệm Phật không có phân biệt là trở thành loài cây cỏ. Cây cỏ vẫn có thở oxy, cây vẫn xài nước, cây vẫn hút đất, nhưng mà chúng ta niệm Phật tới cái đạt trình độ là vô sai biệt. Cái tiếng người ta chửi mình, cái tiếng máy đèn và tiếng niệm Phật không có sai biệt. Tức là cái người này sống không ham thiên đường, chết không sợ địa ngục. Nhưng mà rất tiếc, người đó tới trình độ đó rồi lại trông cho về sớm, trông cho một giảng sanh, trông được thấy A-di-đà, trông được thấy đất, nghe trong kinh nói là niệm Phật trong cái đất thịnh vàng không à, có không vậy? Có những cái chuyện niệm Phật trong đất thịnh vàng không à? Hiểu lầm rồi. Khi mà niệm Phật sống á, Đức Phật A-di-đà bây giờ ngài có ngồi đây thì cái đất đây đem một lon đất và một lon vàng, thì Đức Phật Di Đà thấy giá trị ngang nhau, hiểu chưa? À, ngồi trên cái xe Mỹ và cái xe Nhật, cái người mà niệm Phật tới cái chỗ thực tướng rồi thì cũng ngang nhau. À, cho nên tu tới cái chỗ thực tướng niệm Phật là chúng ta đừng vọng tưởng, vọng tưởng đang ngồi ở đây, đừng có coi như ở núi này trong núi nọ. Cái người mà còn tham sân si, cái người mà còn tâm phân biệt, cái người mà chưa đạt tới cảnh thấy thực tướng niệm Phật, thì cái người đó Đức Phật Di Đà rước về đó là cái quả của người đó đó quý vị, mà cái quả của những người bạn đồng tu ở trên đó là những bậc thượng thiện nhân, phải không? Thượng thiện nhân mà mình ở trên đó mình sao mình sống được? Tôi hỏi quý vị nè, một cái tên
một cái tên mà nó có thể, cái trình độ nó một cái tên lớp ba trường đại, tôi nói thí dụ thôi nè, ngày 75 những tên cộng sản từ rừng ra, cái cầu tiêu của người nhà giàu mà nó đem nó nuôi cá trong đó, cái đồ ấm ngực của phụ nữ mà nó làm giật cà phê hả, cái chuyện nó có không vậy? À rồi nó tiếp quản nhà lầu của người ta mà nó nuôi heo ở trong đó, nó đập phá trầm lưng hết à. Thành ra Đức Phật Di Đà không bao giờ mà giao cái đó cho chúng ta lên đâu. Ngài rất là từ bi, phải không? Cho tới khi nào mà cái trình độ chúng ta tương ưng với cái phước báo ở trên đó. Bởi vậy con dự pháp vừa rồi nó đi mua Mercedes, mà nó vô cái người Mercedes không có bán cho nó. Dự pháp nó mất rồi, dự pháp dở. Đó này nè, chứng minh là trạng thái nè. Tại vì nó ngạc nhiên lắm. Cái người mua Mercedes lâu nay là toàn là ngon lành nhá mà. Dùng con nhỏ này cao chưa tới 3 feet, thấy không? Ăn nói thì giống như dân chợ trời, mà tại sao dám như mua Mercedes 100 ngàn? Thì nó bắt đầu nó không dám bán. Tại đối với gì, tại sao không dám bán? Tại vì Mercedes nó quá chừng mà nó mua cái chiếc đời gì con, nó mua chiếc gì mà nó không bán ra thấy. Đó, SUV 2017. Thành ra nó sợ bán cho con nhỏ này là mang quà, về xài không biết là tùm lem, hiểu chưa quý vị? Nên bấm ra thì nhỏ này hỏi giờ toàn là đi xe Corolla, mà tự nhiên mua cái Mercedes, nó nói trời nó kỳ thị, con không phải kỳ thị, không phải kỳ thị, mà tại vì cái dealer của xe hơi nó nhìn con nhiều pháp là lần đầu tiên tôi lịch sử mà đi mua xe nó không bán, gì mua rồi có tên rồi đòi trả cát luôn mà không bán, sợ cái tiền này chôn ở đâu. Cười bởi vì thấy những cái chuyện mà nói nghe lắm như lạ vậy mà nó có thật đó, có thật bạn mua nó không bán, nhưng mà thiện hội vô mua cái bán liền à, thấy không? Thành ra đối với vị có những cái cảnh giới mà rõ ràng những cái cán ngố ở Sài Gòn đó, những cái phương tiện của Sài Gòn đó đâu có xài được cái gì đâu quý vị hả. Cũng như ở tù đó, ông Dưỡng đó đem cho ông công đặc xưởng, mà lần đầu tiên thì nó đâu biết công đặc xưởng là cái gì đâu, nó hỏi ông Dưỡng sao ông Dưỡng. À. Dạ con đặc xưởng cán bộ. Ôi trời ơi, cái gì sợ quá, món không phải ăn. Thấy chưa? Cái món lạc xưởng là cái món ngon nhất, mà lần đầu tiên nó đâu có biết lạc xưởng là cái gì, nó thấy gì nó còn quà đói, cái gì cũng ăn, cái con gì nó gớm, nó nói cái con gì con đặc xưởng đó. Cái gì nó giống. Thành ra cũng là cái miếng lạc xưởng đó. Nhưng mà cái trình độ của sĩ quan về đây còn quà thì đó là món ăn, mà trình độ của sĩ quan cộng sản là cái con gì ghê gớm như thế. Cái gì hiểu rồi. Như vậy hạnh phúc là do đâu? À, niệm Phật biên chi. Bởi vậy hồi sáng cái bà Mỹ bên ngồi đây này, có phải là chúng ta đang ở trong cực lạc mà chúng ta vọng tưởng à, có cái thế giới đẹp hơn. Mà thế giới này tại sao chúng ta không bằng lòng với hiện tại đi. Bây giờ tôi nói cho quý vị nghe, bây giờ đang có phước báo lớn kinh khủng lắm nè. Hả? Giờ này bao nhiêu người nằm ở trong cái nhà thương ung bú. Giờ này biết bao nhiêu người bị tai biến mạch máu não, muốn thả miệng không được, mà mình không bị tai biến mạch máu não. Được sanh ra đời đuôi điếc câm ngỗng, mình không bị đuôi, mình không bị điếc, mình không bị câm, mình không bị ngỗng, mình được sống trong Hoa Kỳ. Mùa này ở các xứ khác là nóng cháy da, mà mình ở trong đây mát mẻ như thế này, mà mình nóng cái gì? Mình đang ở cái nhà mình, nó bãi cỏ mình nó cũng đẹp, nhưng mà lúc nào nhìn nó bãi cỏ người hàng xóm cũng đẹp hết à. Con vợ mình nó dễ thương như vậy mà mình cứ nhìn nó vợ hàng xóm nó dễ thương à. Nhưng mà cưới nó về rồi thương không có dễ đâu. Nhiều khi nó còn tệ hơn nữa. Đó, mấy cái ông mà già dịch đó chê có mấy con vợ già bên Mỹ này nè, về Việt Nam đó, rốt cuộc rồi đó, nó đâu có hơn mấy bà bên này đâu. Mấy bà bên này thấy vậy đó, chứ còn mà không phải vậy, nhưng mà còn tệ hơn vậy nữa. Thấy không? Quý vị hiểu đạo rồi, quý vị thấy coi nè, mấy ông đó khổ vì cái gì? Khổ gì cái gì? Hồi sáng tôi hỏi quý vị, đau khổ từ đâu đến? Người nào cũng nói hên, đau khổ là do tham sân si giỏi, đau khổ là do chấp ngã giỏi, người nào nói cũng hay hết. Nhưng mà vừa xong cái là đưa xế ngồi ăn còn siêu tụng linh nữa nè. Đau khổ là tự mình, rõ ràng lắm. Bây giờ tôi nói nè, hồi sáng tôi nói rõ ràng, tại chuyện chơi với một ông triệu phú, ông đi đánh gớp nhưng mà ông lộn địa chỉ. Cái ông trưởng trong này sẽ góp, ông vô tới đây thì
thì thầy không thấy như vậy, thì thầy không mở cửa vào thanh diệt, mở cửa là ông vô. Ông vô đây thì ông đi vô tới đây ông lang thang vô. Ông vô tới đây thì lúc đó là có một thằng homeless nó cũng vô đây, nó nghe trong này có phá tu biết đâu cũng cho ăn, thì ông Mỹ thì ông không có đi xe, ông đổ cái xe về đó mà mấy tên ăn cướp thì cũng mặc quần xà lỏng, đúng không vậy, cũng mặc quần xà lỏng y chang như cái thằng cộng sản ngày qua, thằng cộng sản ngày qua nó cũng mặc quần xà lỏng, rồi cái thằng homeless cũng mặc quần xà lỏng, thì mình đã có cái thành kiến với cái tên quần xà lỏng rồi, thì mình vô đây cái mình nghĩ nó là cộng sản, thấy không, thì mình cái mình đẩy mình đi ngồi xuống dưới. Thì cái thằng homeless á, nó vui lắm. Mình nói đừng có buồn, mình vô nó ngồi, thì thằng homeless nó không đúng đúng. Rồi cái mình lấy ra ăn, thì mình nghe nói cộng sản mà, mình ghét. Ba nhà bếp nó êm, lấy cái chén mẻ cho nó ăn mày, ăn. Một ông là triệu phú, một quần xà lõn. Và một cái thằng homeless mà quần xà lõn cũng được mình ngồi ngay cái chỗ đó. Ghét lai vô ăn mày. Nhưng mà lúc đó pháp đạo ghét cộng sản mà. Thằng này chắc là nó đưa thằng kia bị cháy rồi, nó đưa hai mẹ vô ha. Cái này cộng sản mà cộng sản Mỹ nữa nha, ghê dữ nha, cái này là Mỹ cộng nha. Thì đưa một cái chén bể và một cái chén bể cho cái thằng homeless thật và một cái ông triệu phú mình không biết, thì cái ông triệu phú đó ông sẽ nổi sân lên rồi. Mà cái thằng homeless đó thì nó cứ cảm ơn vì nó không có khe, thì vì nó không có bản ngã, nó không có bản ngã, tại nói là cái thằng đói rồi cho ăn, là đói là ăn khát uống mình ngủ ha, cái chén này có mẻ miễn đựng đồ ăn thôi, đồ mà nó không khe. Nhưng mà cái ông triệu phú kia đang đi đến góp mà đi lạc vô đây thì mặc quần xà lỏng mà cái áo thun trên, ông sẽ giận dễ sợ lắm. Ông lên đây ông đập bàn, ông nói tôi nghe cái chùa này vậy à, tại sao kỳ thị tôi như vậy, thì cái khổ này từ đâu mà ra, cái khổ là do mình chấp ngã mà ra thôi. Thành ra một cái tay nhà giàu mà vô đây mình cư xử hả, mình cư xử ngon lành, ông thầy tụ trì phải ra tiếp đón, ông thầy tụ trì phải ra tiếp đón thì nó mới cúng dường ngon lành. Mà để cho một cái người như một cái bà với nhà bếp lên tiếp đón thì nó nổi sân như vậy, cái đau khổ rồi dùng dành đi ra về, không có ông trời ông Phật nào hết, do cái chấp ngã mà ra. Mà nó khổ thế này, chấp ngã là vậy, người ta là triệu phú, người ta chấp ngã mình cũng tạm được, Đức Phật kêu là ngã mạng, là ngã. Mà mình không phải triệu phú mà mình cũng chấp ngã kêu là đại ngã mạng. Thí dụ, tôi thí dụ đại ngã mạng luôn, tức mình không có. À, bây giờ chẳng hạn như vậy nha, quý vị đi gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma, phải không? Đạt Lai Lạt Ma. Quý vị có nghe tại chùa Điều Ngự không, bà con đi quá chừng luôn. Ở trong này tôi hỏi nè, con về tôi thọ tường, con có đi xuống không? Đâu phải dễ vô đâu, rất là khó vô. Có người phải get like từ 3-4 giờ sáng có không con? Tự nhiên mình get like mà nó có những người họ đi hành hương nhiều tiểu bang, tại vì họ phát vé ra rất nhiều thẻ để mà đưa, nhưng mà người ta nghĩ có vé là vô mà đâu phải vô, tại vì con đường đứng trước chùa là đẹp nghẹt rồi, mình vô trễ là không được. Rồi trong khi đó thấy không, thì các sư bên Tây Tạng họ đâu có biết đâu, thì họ đứng họ dồn, họ thấy ai mà đắp y tỳ kheo đó thì họ ra họ mời vô, đúng không quý vị? Họ ra họ mời vô, thì ở trong cái đám tỳ kheo đó có người chứng quả và có người chưa chứng quả. Mà có người là coi như là mới tu đến mới, nhưng mà tùy theo cái phước của từng người, giống như là hai đệ tử của thầy là sư cô tỳ kheo ni Hồng Trụ và sư cô Hồng Tâm, phải không? Trong khi đó Sa Bô Chê là Diệu Hảo là đệ tử của Tây Tạng Lai Lạt Ma mà lại không được vô ngồi gần, mà hai người này được vô ngồi gần, hiểu chưa? Nhưng mà mình tưởng mình là ngon lắm. Mình chưa chứng quả gì hết mà mình được ngồi vào những hàng mà coi như chứng quả thì mình cũng sung sướng lắm. Mình không chứng quả, phải không? Mà người ta tưởng mình chứng quả, người ta đưa mình vô. Mình không tướng cỡ này, chắc nhìn vô ra chắc tướng cỡ sư bà. Mình không phải sư bà, mà người ta tưởng mình sư bà, người ta tiếp tải vô mình khoái không? Khoái, phải không? Mình không có từ chối. Tại vì bà ngồi vô cái đẳng cấp mà cái chỗ mà dành cho tôi 20 năm đó, chắc nhìn hai cái tướng người này xong đấy, họ sợ quá, đúng không? Trong khi đó mình sẵn sàng vui vẻ để mình ngồi cái chỗ ngon, có không quý vị? Đúng không quý vị? À, nhưng mà ngược lại tôi nè, tôi tu hành tôi có một cái hệ thống dễ sợ như vậy nè, mà đưa tôi ngồi dưới kia là tôi giận chết luôn. Hả? Quý vị thấy rõ không? Tôi giận chết luôn à, thấy không? Quý vị thấy rõ ràng lắm, mà thật là ngồi chỉ là ngồi thôi. Nhưng mà ở trong này đó quý vị thấy rõ đó, có những người rất là phe thầy, gọi con sướng quá thầy ơi, con có phước quá, tự nhiên con ngồi đó là con được nắm tay Đức Đạt Lai Lạt Ma ngày rờ đầu tới nhà, giỏi nha, khoái nha. Nhưng mà mày biết sao không, đừng có giải kiến những ông thầy để chứng quả, thấy không? Tại vì tôi thật thường được ngày rờ đầu không có được không?
chúc mừng lành thai, lành thai. Nhưng mà ngài có rờ gái không chưa? Trời ơi, ngài mà rờ gái là thấy toàn là heo quay, vịt quay, không cái này mới chết. Mới rờ đầu thì thấy là chuỗi, thấy là niệm Phật, là trì chú. Nhưng mà chớ cho ngài rờ gái nha con. Ngài mà dùng thiên nhãn, ngài dùng con mắt thứ ba thì rờ gái, cái nó kêu bữa nay sao bán nhiều vịt quay quá vậy con. Ngài rờ gái, ngài sẽ thấy chồng của con nó vô đây không lại Phật, mà đi thẳng ra ông thần núi, nó đem vịt quay nó hối lộ ngoài á. Không, chứ đừng để ngài rờ gái. Thấy không? Quý vị thấy rõ không? Tại sao mà cái người tu như vậy mà lại không cho vô, mà cái người mà bán thịt bán vịt quay heo quay thì cho vô? Thì ngài rất là từ bi. Bởi vậy Đức Đạt Lai Lạt Ma ngài là cái người đại từ bi, không quý vị? Tại vì biết mấy người này nặng nghiệp lắm. Bệnh nặng là vô trị trước. Người này là ở mé gần siêu luôn. Mới vô là cái phòng ICU. Còn cái loại mà đứng ra ngoài, bởi nhiều người họ than thở quá chừng đó, ai sao con tu quá chừng mà con phải đứng ở ngoài này thôi mà con giận luôn. Tức là cái đó là Đạt Lai Lạt Ma rất là có thiên nhãn. Con là cái loại có như bệnh nhẹ, sức đầu, sổ mũi, mua tế lên nông uống đi con. Còn cái loại mà nó sắp sửa đi địa ngục mới vô đây. Cái loại này là ICU. Thành ra ICU là ICU. Ngài rất là từ bi. Hiểu chưa quý vị? Chọc chơi vậy chứ nó không phải vậy đâu. Chẳng nó mới chạy vô cúng thần núi, cho nó không cúng thần núi đâu. Nó không có khe. Nhưng mà thầy nói cho vui vậy thôi. Thật ra khi chúng ta thấy khổ là do cái chấp ngã mà ra hết. Khổ mà là chấp ngã. Cái gì hết. Cái khổ thì đâu đến, tôi hỏi quý vị. Ban toàn ở đây, tôi thấy nhân dân ở đây không có khác gì nhân dân có cực lạc hết. Nhân dân không khác gì hết. Hoàn toàn không có khác gì. Quý vị nhìn coi. Xá lợi phất cõi đó vì sao gọi là cực lạc? Vì cõi đó từng là. Từng là gì? Đọc kêu lên. Cõi đó sao kêu là cực lạc? Hả? Ở trên đó không có khổ mà chỉ toàn là vui. Hả? Không có khổ, toàn là vui. Tôi nói xin lỗi quý vị ha. Đối với tôi mà tôi nghe nó không có khổ có vui tôi sợ lắm. Bây giờ tôi hỏi quý vị cho vui nha. Ha. Vui là tôi làm cho quý vị có một cái chương trình, một cái gì đó họ tổ chức cái show nha. Cái show cho quý vị cười. Quý vị vui mà vui thử nghĩa là 7 ngày của quý vị bỏ cái chạy liền. Ha. Quý vị nghĩ coi. Đi vô một cái chỗ nào mà họ làm cho quý vị cười vui tới 7 ngày quý vị sợ liền. Không có đâu. Thành đối với thầy đó, đối với thầy đó, phải có vui có khổ. Mà cái quan trọng nữa là người ở trong cảnh khổ mà không khổ, người đó mới là cực lạc. Hiểu chưa quý vị? Cái chuyện không phải là cực lạc đâu. À, mấy bà đó cầu lên trên đó mà để mà được cực lạc, mấy bà chưa cực lạc. Chính những người ở đây nè, ở trong cái cõi này nè, mà coi như không lấy cái, mấy bà chạy lên đó là bà lấy niềm vui của cá nhân mình để làm niềm vui. Còn cái người mà ở lại đây không lấy cái niềm vui cá nhân mình, có phải trong kinh Pháp Hoa nói không, những vị Bồ Tát là ai, là những người đáng lẽ được về các cõi thanh tịnh đó rồi, nhưng mà thị hiện xuất cõi ta bà này. Ở trong kinh Pháp Hoa có nói không, có thể nói nhà này A Nan, người nào mà đời mã pháp nghe một câu kệ bài kinh trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà sinh tâm tùy hỷ, người đó không phải ở một pháp hội của ta, người đó đã ở vô lượng pháp hội chư Phật, người đó đã ở những thế giới cực lạc hạnh phúc trang nghiêm ở những cõi Phật. Nhưng mà vì thấy các cõi ta bà này đau khổ, người đó phát nguyện xả bỏ, từ bỏ những cái gì mà đau khổ ở cõi của cực, ở sung sướng cực lạc để xuống đây độ sanh. Nhưng mà chúng ta xuống đây chúng ta quên hạnh nguyện. Trong cái kinh Pháp Hoa có nói rằng đó không quý vị? Quý vị đã từ bỏ tất cả cái nghiệp báo thanh tịnh ở cõi cực lạc, quý vị về đây rồi quý vị thay hình đổi dạng, quý vị quên. Trong kinh đó quý vị cái đọc là kinh Pháp Hoa có nói rằng đó không? Người nào mà nghe một bài kể kinh Pháp Hoa, tụi con đã tụng biết bao nhiêu lần Pháp Hoa rồi, trong này ai đã từng tụng hết bộ Pháp Hoa cho chưa? Tụi con đều là đưa tay xuống, tụi con nghe cái danh tiếng danh hiệu kinh Pháp Hoa thôi, ai nghe cái danh kinh Pháp Hoa trong này hầu như cũng nghe hết. Tụi con đã từng ở, là những vị đã từng ở những thế giới thanh tịnh, quý vị tình nguyện xả bỏ cái cuộc hạnh phúc đó để xuống đây. Thành nói gì, quý vị ở đây nè, đối với sư phụ nè, một người mà cứ đòi hỏi chạy đi chỗ này chỗ kia để tìm an lạc, cái người đó không bao giờ đâu. Tại vì cái người đó vọng tưởng
cái chữ vọng tưởng, tôi ngồi thiền niệm Phật, niệm Phật để trừ vọng tưởng, niệm Phật để trừ vọng niệm. Cái mục đích của niệm Phật, thực tướng niệm Phật là chi? Trừ vọng tưởng, phải không quý vị? Vọng là cái gì? Giả. Tưởng là những cái tưởng tượng. Mình ở đây là mình có đầy đủ phước báo rồi, mà mình còn vọng, vọng phu hướng về người khác. Mình ở đây mình có bà vợ quá tuyệt vời rồi, mà mình còn vọng, mình nói con vợ này chưa đủ. Thành ra mình cứ vọng tưởng, mình tưởng là con vợ mới, con vợ nhỏ sẽ ngon hơn. Không phải vậy, mình ở cái quốc độ này mình quá nhiều phước báo rồi. Hả? Đức Phật nói, tránh được cái nghiệp mà làm địa ngục là khó, mà mình thoát khỏi cái nghiệp địa ngục. Đức Phật nói là tránh được cái nghiệp ngạ quỷ là khó, mà mình không có làm loài ngạ quỷ. Tránh được cái nghiệp làm trâu bò, giờ này ở trong các trại chờ để mà người ta thọc huyết, chờ để mà người ta phân xây sản thịt. Mà chúng ta giờ này trong cái rừng này có những con thỏ đi lang thang bị những con chồn giật chết, giờ này có những con kiến đi dưới đất bị mình đạp chết, có những cái mạng rất là rẻ. Chúng ta thoát được cái nghiệp đó là cái phước quá lớn rồi. Làm người là khó mà chúng ta được làm người. Làm người mà lại được lục căn đầy đủ, không đuôi điếc không ngọng là khó mà chúng ta đã được rồi. Rồi làm người mà sanh ra gặp Phật là khó. Mà mình lại gặp Phật, mà trong đó người ta nói có này, sanh trước Phật cũng là nạn, sanh sau Phật cũng là nạn, mà sanh cùng thời với Phật là mới có phước. Cái nhiều người nói vậy, mình tuổi quá, thầy trò chúng mình sao mình nặng nghiệp quá, mình sanh sau Phật. Tôi nói, ê, nói lại coi, mình là đồng thời với Phật á, hỏi sao vậy? Ông Phật ra đời mục đích là gì? Ngài để lại cái phương pháp để mà cứu độ chúng sanh khỏi tham sân si. Khi Đức Phật Thích Ca từ cõi trời đấu sức xuống nhập thai vào trong bụng bà Maya, Ngài còn cái chức cuối cùng để cứu độ chúng sanh. Lúc đó tại sao? Ngài có vợ đẹp, con xinh, Ngài có tam cung lục viện là một ông vua. Ngài giống như là bây giờ có một cái thái tử của Ả Rập Saudi. À, nhưng mà thái tử của Ả Rập Saudi, ông thái tử đó, ông có 20 chiếc xe bằng vàng, mạ vàng, mỗi lần đi đâu ông chở đi biểu diễn. Thì tại sao? Ông đó không có 20 chiếc xe, dùng 100 chiếc xe đây nữa. Ông có một tài sản 50 tỷ đô la, mình cũng không lại ông nữa. Thì ông này vẫn đi trong vòng tham dục. Đức Phật Thích Ca, Ngài bỏ hết những cái đó để vào rừng, ở dưới gốc cây tìm ra con đường. Ngài nói, ủa, đẻ ra La Hầu La rồi, Trịnh Phạm Dương cũng chết, mình cũng chết, La Hầu La cũng chết, mà mình đi ra mình sợ người này giết mình cái giết. Cho nên Ngài tìm ra một cái bài toán rồi, Ngài để lại tam tạng kinh điển rồi, Ngài về Ngài độ cha mẹ. Thì Đức Phật Thích Ca bây giờ nhìn lại coi nè, cái tượng này mình tập Phật đó, sau khi Ngài giảng xong thời pháp rồi Ngài sao? Đâu phải cả ngày Đức Phật thuyết pháp đâu, Đức Phật chỉ giảng pháp xong rồi Đức Phật ngồi vào thiền định. Đức Phật ngồi như vậy, kinh điển để lại cho mình. Và Phật nói, Ngài A Nan là ai? Ngài A Nan bây giờ là cái MP3. Ngài A Nan là ai? Chính là những cái máy DVD. Chúng ta có Ngài A Nan ở Anytime. Và chúng ta ở đâu chúng ta vô Google chính là Ngài A Nan của chúng ta. Sợ vô đánh cái gì? Hả? À, vô đâu đánh là cái gì? Bát khổ là cái gì? À, sanh lão bệnh tử là bốn cái khổ. Ái biệt ly khổ, quán thánh hội khổ, cầu báo đắc khổ, rồi xí thành khổ. Rồi hỏi là tứ diệu đế là cái gì? Tính ra cái có hết trọi rồi. Chúng ta bây giờ, chúng ta có phước hơn những dân Ấn Độ thời đó chứ quý vị. Hả? Hồi xưa Đức Phật di chuyển từ chỗ này chỗ kia đi bộ, rồi dân chỗ này chỗ kia đi tìm Ngã Nan. Bây giờ chúng ta có Google, bấm ra cái là muốn thắc mắc cái gì đều có hết trọi. Mà trong khi Đức Phật bây giờ Ngài để lại như vậy sao? Giải thật Ngài còn ngồi đây thì cũng nhập định thôi. Hả? Có hỏi thầy giải thích Ngài có nè, vô Google sợ đi con. Rồi Ngài nhắm mắt lại, Ngài đã nhập định đó. Thì hồi xưa cũng vậy, sau cái mùa ăn cơm trưa thì Ngài thuyết pháp xong là Ngài ngồi tình thuyết, Ngài nhập định 2-4 tiếng tới chiều Ngài mới thuyết pháp nữa. Tối Ngài thuyết pháp cho chư thiên một đêm chư phụ ngủ, Đức Phật ngủ có 2 tiếng à. Thì bây giờ ông Phật này đang nhập định nè, hả? Phải không quý vị? Ngài để là bộ kinh này, tu đi con, A Nan tu đi con, sống là Phật tu đi con, có khác gì đâu. Sanh ra đời gặp Phật có nghĩa là gặp chánh pháp của Phật. Còn cái người sanh ra đời ngay cái thời Phật, như cái bà già, có một bà già sanh ở Thanh Tỳ Ca Tỳ La Vệ, trong kinh có nói đó, cùng Ngài bớt đê với Phật, nhưng mà không hiểu cái gì hết, chưa bao giờ vô quy y Phật. Thì cái bà đó sanh đồng thời với Phật nhưng mà không hiểu Đức Phật nói cái gì, chưa từng quy y Phật, chưa từng biết tứ diệu đế là gì, chưa từng biết từ bi là gì, hỷ xả là gì, từ bi hỷ xả là gì, không biết, chưa bao giờ được truyền ngũ giới, chưa hiểu cái công đức của không sát sanh là được sống lâu, chưa hiểu cái công đức mà không trộm cướp là được giàu có, chưa hiểu công đức không ngoại tình là được vợ chồng hạnh phúc, không hiểu cái công đức không nói láo là cái lời nói mình sau này mình sẽ được cái giá trị, mình ra mình ca một cái là một bản nhạc bán vài triệu, vài trăm ngàn đô la. Cho nên không hiểu được uống rượu say sưa là mất trí huệ,
Bà già trùng bát đê trùng ngày trùng giờ ở trùng một cái thành Ca Tỳ La Vệ mà sanh đồng thời với Phật, mà không gặp những giáo pháp của Phật, đều gọi là sanh không đồng thời với Phật, là sanh trước Phật hoặc sau Phật. Thầy trò chúng ta sanh các ngày, sanh trong năm, mà tất cả những gì Đức Phật nói chúng ta đều biết hết rồi. Thì bây giờ ông Phật ông có đây thì mà ông giảng cỡ đó mà chúng ta giỏi cỡ đó, có ngài A Nan đây nè, ngài A Nan anywhere nè, mà thời đó có Google thì Đức Phật nhập định cả ngày luôn, các bạn không cần giảng đâu, đèn có sẵn rồi. Nhưng bây giờ tôi dạy quý vị nấu ăn hả, mà bây giờ muốn hỏi gì có đây. Tôi thì dạy quý vị uống thuốc mà nó có sẵn hết rồi, cần gì mà tôi ngồi nữa, tôi có thể ngủ. Cho nên cái tượng này Đức Phật Thích Ca vẫn ngồi đây, cho nên ngài chưa bao giờ nhập diện. Hiểu chưa quý vị? Vài bữa nữa thầy Thông Lai cũng sẽ chết, nhưng mà thầy Thông Lai chết khi nào thì để lại một cái hệ thống này, có thể là 10-20 năm nữa, 15 năm, 20 năm nữa, cho 80 tuổi thì chết đi. Nhưng mà ngài Thông Lai không chết, cái thân tức đại thầy Thông Lai chết, cái tượng thầy vẫn có đó. Nhưng mà ngày nào tụi con vô đây, cái tượng sư phụ sẽ có nằm ở đó. Nhưng hòa thượng Kiến Châu ngài không chết, ba của thầy không chết, kỳ nào thầy còn làm theo lời hòa thượng Kiến Châu, thầy còn ban xả ra phục vụ chúng sanh. Những cái gì hòa thượng Kiến Châu dạy thầy, thầy đều làm đúng. Thầy hòa thượng Kiến Châu, ngày đó hòa thượng Kiến Châu chưa chết. Cho nên ngày nào mà mình còn làm theo lời Đức Phật, ngày đó Đức Phật chưa chết. Ngày nào để tử Phật con Phật mà làm không đúng lời Phật là chết rồi. Như ba của Thiện Chơn, ông đã qua đời rồi, mẹ Thiện Chơn qua đời rồi, mà Thiện Chơn vẫn làm những gì mà ôn mễ với Thiện Chơn dạy, thì ba ôn mễ Thiện Chơn, ba chưa chết đâu Thiện Chơn. Cho nên tụi con hiểu đạo rồi, tụi con thấy đâu có cần đâu. Một cái tâm đó thôi, chúng ta đang sanh vào thời gặp Phật. Chúng ta ở một cái quốc gia mà muốn nói gì nói, ở cái quốc gia mà muốn chửi tổng thống là chửi, muốn cái gì cũng được hết á. Ở một quốc gia mà mình đừng làm bậy bạ, có thấy có khi nào cũng sẽ, mình ở đây mà có những người không làm bậy bạ, có khi cả đời không bao giờ thấy công an hỏi tới cái giấy ID có không vậy? Không bao giờ. Ở một cái quốc gia mà không phải phòng phòng khi công an công việc có cửa, ở một cái quốc gia mà qua cửa khẩu phi trường không bao giờ mình thối lộ hết. Ở một cái quốc gia mà ông chồng ông muốn đánh là ông đưa tay lên đánh đi nai quanh quanh à, lực pháp đầy đủ à. Còn ở một cái quốc gia bên kia, thằng rể nó đánh con gái mình mà mình đứng không dám xen có cái gì. Mình thấy nó đánh một người đàn bà mà đứng không dám nhà vô chuyện nhà ai nấy sáng. Quý vị thấy rõ không? Quý vị đang phước báo đầy đủ hết rồi mà đội về Cực Lạc, về trên đó mấy bà la làng luôn đó. Đọc lại coi, sáng sớm làm sao? Lấy qua mạng Đà La, cúng dường 10 muôn ức cõi Phật. Cúng dường xong trở về ăn cơm trưa, ăn cơm trưa rồi bắt đi kinh hành mới nghe không? Mà ở cùng với các bậc thượng thiện nhân, phải không? Ở với các bậc đó mình nghĩ gì họ biết hết trội hết, phải không? Giả sử như Thiện Chơn vừa lên trên đó mà Nguyên Tịnh còn đó cái ngồi đó thì Bà Di Đà, Thiện Chơn nghĩ tới vợ lên dưới này sao? Biết không? Biết. Thiện Chơn hồi đó mày đòi lên đây vậy, phải không? Thành ra ở lên đây Đức Phật Di Đà từ bi lắm. Chỗ này tôi mới hỏi, Đức Phật lúc nào cũng muốn mình qua đây. Cũng như chính phủ Hoa Kỳ ngày gian đều có chính sách gian ra tị nạn cộng sản, mà tại sao phải qua Thân Lộc? Bây giờ quý vị thấy rõ cái dân Syria đó à, dân mà ở Trung Đông nó ào ạt, nó chạy qua bển đó, quý vị thấy không? Mà qua tới nơi là nó quậy, nó phá đủ thứ chuyện đó. Mình thấy rõ lắm. Tại sao hồi xưa mà chúng ta qua đây chúng ta kiếm người Việt, cái thời mà ai qua bển lên kiếm người Việt, phải không Thiện Chơn? Họ đã đi ra kiếm người Việt mừng lắm. Mà bây giờ Thiện Chơn thấy người Việt chỗ nào là bán nhà chạy à? Có cái đó không? Hồi đó mới qua tôi cũng vậy, mà thấy một cái người đầu đen nó chạy lại nói chuyện, nó sổ tiếng bề hàng. Mà thấy một người coi như đồ là đây mất, coi như dân da vàng là mình chạy lại mà phi không à. Thấy mừng lắm à. Cho nên hiếm lúc đó rồi. À, bây giờ quý vị thấy cái vùng nào mà người Việt ở đông là mình lo mình né. Mình hỏi kỹ ở trong này Việt Nam ở đông không nhỉ? Mình đi chỗ khác. Rẻ cũng không mua nữa. Dồn lại mấy người Việt Nam mình mua nhà toàn là ở gần mấy người nước nào không nhắm người Việt Nam. Tại sao vậy? Tại vì mình ở đó đó, nói niệm Phật chưa xong là nó qua nó ngồi nó thị phi mình rồi. Thôi mình vô cái vùng đó, người Mỹ cũng vô cái vùng đó, mình cũng vô cái vùng đó. Nhưng mà 3 ngày sau là nó biết mình từ đâu đến, mình ăn welfare,
hay là mình ăn tiền già ở đến ai, phải không? Mình đi xe mình là xe nhà băng nợ hay là xe tả ốp, phải không? Mình chủ nhà hàng hay là mình chủ tiệm nail, bởi nó rành lắm. Bởi vậy nên nhớ nha, từ nay đi lên ở những cái chỗ đứa nào mà cái miệng đó thì niệm Phật, mà cái lỗ tai nó nghe cái gì cũng là tiếng Phật, gỡ gần như ông này sướng nè, khiến bác thiền pháp ở. Tại vì mình chửi ông cũng là tiếng niệm Phật, phải bác thiền pháp, mà tiếng nít nói cũng là tiếng niệm Phật. Bởi vậy ở đây có nhỏ gì đó, nhỏ gì mà nó tên Diệu Hiền á, Diệu Hiền nó niệm chú đó, phải không em? Con mỗi ngày niệm chú gì lắm, phải không? Nhưng mà chị con là niệm Phật, phải không? Khi tới giờ con niệm chú thì chị dâu con là niệm gì? Con nói hai người tu của con kể sư phụ là chị con niệm gì? Đưa cái giấy, đưa cái microphone xuống đây tôi khai thị. Ở đây những người niệm Phật không nè, thầy kể thí. Tôi muốn tôi cứ gửi gói nhỏ Diệu Hiền, con nhỏ mà đeo lá cờ vậy năm còn quà trên dây đó. Ba nó là cũng bạn của sĩ quan Đà Lạt đó. Rồi con niệm chú phải không? Khi ở nhà con nói là con hết không có thời gian nhiều, thành cái thời con ngồi niệm chú rồi là lăng nghiêm thật chú, thì bà chị dâu con niệm cái gì? Mà bà thiền là bà thiền chỗ nào mà sao bà nói con bà gõ mỏ có chuông gì đó? Bà đọc kinh luôn, bà làm đủ thứ. Bà làm đủ thứ. Thành ra lúc đó thầy bây giờ của thầy nhìn cái mặt con. Tự nhiên con có nói mà cho thầy biết thì nhìn thầy thấy lạ. Thầy thấy lạ quá, con nhỏ này nó siêng năng tinh tấn, nó đi đâu nó cũng ngồi, mà tại sao nó là tôi thấy cái nó niệm xong nó lại nổi sân, tôi lạ quá tôi mới hỏi con. Con niệm kinh chú rồi sao lại là có những lúc con niệm mà nó an lạc, mà có những clip sinh nó ra đúng rồi sư phụ. Tại vì lúc con niệm chú mà bà cứ gõ mỏ rầm trời lên thì lúc đó con bị loạn tâm, thành ra con cũng ráng con niệm, niệm xong rồi con sân dữ lắm. Như vậy đừng niệm. Đúng không quý vị? Niệm mà bị nghi là sân. Chừng nào con đạt tới cái trình độ giống như bác thiện pháp đó, cái con nhỏ đó nó niệm, mình để cho nó niệm, nó quýnh trọn quýnh mỏ chuông gì mà tiếng mỏ tiếng chuông gì con cũng thấy đó là cái tiếng niệm Phật hết á. Thì ông bây giờ tiếng mỏ tiếng chuông tiếng đại hồng chuông tiếng máy đèn ông nghe cũng là tiếng niệm Phật hết, mà ông không niệm nữa, mà tự động trong tay nó cứ dặn dặn tiếng niệm Phật. Ở đây có một người, nó một sư cô, tôi tạm không nói tên cho sư cô đó. Cô nói bây giờ hồi xưa con niệm, bây giờ con không niệm, con vẫn nghe có cái tiếng niệm Phật. Là cái đó quý vị đã đưa vào trong cái tạng thức quý vị toàn là cái câu Phật. Còn hồi xưa quý vị đưa vào trong cái tạng thức, cái kho chứa của quý vị hồi xưa cũng là cái máy computer của quý vị, nhưng mà quý vị chứa toàn là những cái chuyện gì đâu không à. Cái chuyện thị phi, những cái chuyện mà trên mạng nó nói quý vị mà xê vào cái phao đó, bây giờ quý vị delete hết. Thì từ quý vị bỏ ra những băng dĩa, những lời kinh thiết kệ trong đầu quý vị. Cho nên tới cái lúc mà nó nhiều quá rồi đó, quý vị lít vô cái phao nào cũng là tiếng Phật hết. Thành ra cái sư cô Hồng Thủy cổ đạt tới trình độ là bất niệm tự niệm. Bất niệm tự niệm. Hiểu chưa quý vị? Hồi đó quý vị như ông Dưỡng mà ông bỏ phim sách lên là lít vô chỗ nào cái phao nào có phim sách không à? Có ông Dưỡng? Mà bây giờ từ từ con bỏ phim của sư phụ Thông Lai vô. Rồi từ từ bây giờ không có sư phụ Thông Lai mà toàn là những cái băng mà chống cộng không. Hiểu chưa? Như vậy quý vị thấy ông Dưỡng học tu à? Thằng ông tu đó. Quý vị tưởng ông Dưỡng tu của nhiều người đó. Thầy sao mà thầy nhận ông Dưỡng hay bây giờ nó ẹt. Kiếm thật thứ hai không có. Mày đi đâu mà kiếm tao thằng như thằng thứ hai đi. Nó ngồi nó nói con thương xót cho vợ ông Dưỡng quá. Bông qua lại mà cấm bãi thức trâu. Nó ngồi trong này nè, tôi tặng không nói tập gì hồi đó giờ tôi hiền lắm, nhưng hồi đó tao móc nó ra rồi. Tôi hỏi con nói sao kỳ vậy? Tại vợ ông Dưỡng đẹp gái cái gì không? Sạch sẽ, trắng trẻo, mà đi lấy chồng đen thui. Tôi hỏi quý vị trắng là tượng trưng cho ban ngày, mà ban ngày không thì quả địa cầu này mà ban ngày hoài thì quả địa cầu này sẽ cháy hết, nhiệt độ nó tăng lên cháy, phải không? Thành ra là nhờ có đêm nó mới lòi ra trắng, phải không? Ông Dưỡng ông ở với cô nào cô đó cũng thành trắng hết. Mà giọng đẹp quá mất rồi. Tôi hỏi quý vị nè, giờ ông Dưỡng mà lấy người đẹp trai cỡ như lấy Phước Hoa đó, đâu có ai khen đâu. Nhưng mà vợ ông Dưỡng nhờ lấy chồng xấu thành nó nổi bật mình lên. Hiểu chưa quý vị? Hiểu chưa? Có phải là vợ ông Dưỡng khôn không? Hả?
Bây giờ mới thấy trong sở trường nó cũng đẹp vậy. Nó bị lai đó mà nó lấy một phút đẹp trai quá thì không ai khen nó đó. Nhưng mà phải trong sở trường lấy chở dưỡng trời ơi. Bông hoa lại cấm ngay cái bẫy cất gì để cho phải cất trâu nữa. Dở dở là người thông minh không quý vị? Hả? Quá thông minh. Đi thi hoa hậu mà mình đi thi với bao nhiêu câu giỏi, phải không quý vị? Thì chắc kịp mình đậu, phải không? Bây giờ đi thi hoa hậu mà chắc chắn đậu rồi. Cái bà vợ dự đi đâu cũng người ta nghiêng tới nhìn, người nào cũng khen lắm. Tôi nói trời, trong này có nhiều người đẹp hơn, đẹp hơn dậu dượng. Xong đó cái bà giật mình, tôi nói ủa, té ra là bà khôn hết. Tôi dính trong liền, đừng nói là cất trâu, khôn lắm á, phải không? Nhưng mà ông dượng á, bởi vì thấy là đeo cái bản sợ vợ, phải không? Là coi như là có ông nào dám đeo không, phải không? Nhưng mà ông dượng cũng như vậy đó, thì coi như là củi khô dễ nấu, mà chồng xấu dễ xài. Mà cái nết thì sao quý vị? Đến chết cái đẹp. Cho nên đẹp trai cỡ thiệt chơi á, là nhiều tánh xấu cũng lấy vợ được. Phải không biết tỉnh. Thành ra lấy ông thiệt chơi, đừng có tưởng nha. Chứ nhiều người nói trời ơi, cô Yên Tịnh đúng là người có mắt. Tôi nói bả là người mù mắt mới lấy ông thiệt chơi. Nhưng có bốn mắt, thấy không? Tại sao vậy? Vì ông cười vậy chứ không phải dễ đâu. Đừng có giỡn mặt, lấy chồng quế không có giỡn mặt nha. Mà dòng nó thân trọng đó. Thân trọng là gì quý vị? Cái thân trọng tức là họ bán ngã lớn lắm. Cái thân họ trọng, cái thân họ lắm đó. Cái dòng này mi nói sao lạ lỡ mi biệt đó là cái dòng thân trọng, là cái dòng là cái bạn ngã đó. Hiểu chưa? Ngã bạn đó. Cái họ mình đã biết rồi nè, phải không? Phật dạy là chiếu kiến ngũ quẩn giai không. Không, cái dòng thân trọng là chiếu kiến ngũ quẩn, là thân phải trọng nhất. Hiểu chưa? Cho nên cái bà vợ của ông Dượng rất là khôn ngoan. Mà cỡ này đi ra có sợ không? Ông có ngồi ông vẽ nữa, trời anh mới vừa đi phi trường về 4 năm trong đó qua. Bà vợ cũng là tỉnh bơ à, thấy không? Tỉnh bơ à. À, bà nói đâu có nhận. Bởi vì bà lấy chồng này là khỏi có lo. Đi tu cỡ nào cũng không có lo hết. Không có do ai cướp đi cái bài kích trâu của mình. Khôn quá là khôn, phải không? Thành ra đối với sư phụ đó là cái nết đến chế cái đẹp, cho thấy rằng ông dượng này phải là có nết na công dung ngôn, trừ cái là dung thôi, còn cái gì ông cũng tốt hết. Ông dượng lượng căn đầy đủ mà. Nhưng mà chỉ là cái gì á, cái người ông á là cái ông mặc áo size gì, size small hả? Thành ra trong toàn bộ cái người ông cái gì cũng là size small hết. Đó là không tối từ xưa. Có ai dám giảng như thầy Đông Lai và đệ tử của thầy Đông Lai không? Đi tìm đi. Hả? Quý vị thấy rõ không? Còn mấy người á, mấy người mà hai cái xe lạc á, bây giờ bữa mình già mình ốm cái xe nó mặn nó rùng rình nó trời, giống như áo đà lạnh đi. Không dựa phải không? Ta nói quý vị đừng có vọng tưởng, ta nói là nói chân lý. Phải không? Ông dựa mà thấy không? Kể cái tuổi này á, mà có thấy những thằng bạn học của con là bụng bự nè, phải không? Rồi ông dựa bây giờ vẫn giữ cái tướng mignon nè. Bây giờ bao nhiêu bao con? 105 bao. Huyết áp cũng đầy đủ, cũng 120-80, phải không? Tất cả đều good hết. Bây giờ thấy không? Kêu dựa, kêu thanh dựa kêu coi còn tuổi ông này nè. Cái bụng giống như 9 tháng nữa xanh. Cái bụng tôi nè cũng gần 3 tháng nữa xanh. Mấy do mấy mập đó, mấy xe lạc đó, tới cỡ này là cũng không cao máu, cũng tiểu đường. Thành ra nhớ mua xe nhỏ đi. Sao mà cười không Minh? Chết á, tôi cũng ghét mấy xe lạc lắm. Tại tôi ẩm, tôi tẩm, tôi nặng gần chết. Phải không? Thiệt.
Có kinh nghiệm rồi, đi tẩm liệm với người nặng cực lắm, cỡ dương dượng là ôm cái là bỏ vô gọn ơ à. Nhỏ à. Tối thường thừa đó quý vị, phải không? Bây giờ dượng thích lấy vợ là sai cỡ sai nhỏ hay là sai cỡ bà phượng ù của ông chánh? Sai nhỏ, phải không? Thành ra quý vị thấy rõ, người đàn bà Mỹ mà họ thấy người đàn bà Việt Nam họ mê lắm, tại vì size small. Thành ra đừng có bao giờ chê cái bà vợ ông dượng, bà nó rất là khôn, bà đặt trên cái đức hạnh. Ông dượng bây giờ ông ăn chay trường đó, vì ông nói bậy nói bạ vậy ăn chay trường không? Thành ra ông nói cho vui, nhưng mà tôi hỏi quý vị thôi. Tối ngày mai khi mà chúng tôi đóng cái vở mà để mà Việt Cộng diễn viên, tôi thách đố Barry Manai, Isa tìm cái thằng nào mà giống Việt Cộng như Dượng không? Tiếng cái thằng giống hơn nữa. Có đầy đủ nữa, có nón cối chưa? Có đầy đủ hết. Không có ai mà đóng hơn Dượng được. Nếu không có Dượng là tôi cũng chịu thua luôn. Không thể nào mà diễn tả hết cái độc ác của Cộng sản, diễn tả hết những cái ngu si cắn ngố của Cộng sản, chỉ có Dượng mà nó mới diễn tả hết, coi như đạt tới cái chỗ là thật tướng luôn đó. Thật tướng Việt Cộng. Việt Cộng có cái loại là chỉ nghe tên Việt Cộng mà biết thôi. Có người là quán tưởng cái căn thổ Việt Cộng, và có người mà thấy Hồ Chí Minh là thấy sợ, nhưng mà tới nhìn ông Dượng là đạt tới là thật tướng, thật tướng Việt Cộng. Không, thật sự đó cho quý vị nghe, thành ra cái mục đích niệm Phật là gì? Để mà chỉ là cái phương pháp để mà đừng có tạo khẩu nghiệp, ý nghiệp mà thôi. Nhìn Đức Phật để nhìn lỗi lầm của người ta, nhìn Đức Phật để thấy Ngài có 32 tướng tốt, Ngài như vậy, Ngài từ bi, Ngài đã được gì chúng sanh này xuống, mình nó cũng như vậy, mà tại sao mình lại đi vào con đường coi như tự vị kỷ? Như vậy hỏi Phật là cái gì? Phật là cái gì? Là giác ngộ thôi. Cái người mà đã giác ngộ rồi thì cái người đó là Phật, mà người đó nhu si, người đó chúng sanh. Cho nên là nãy cái bà Mỹ Lily mà bà đi từ Cali lên đây, bà nói cái chúng ta sống bằng ảo tưởng, bà dùng danh từ ảo tưởng, mà thật ra là Phật là vọng tưởng. Chúng ta nuôi ảo tưởng nhiều quá, thật ra mình bằng lòng với hiện tại thì đây là chúng ta thấy hạnh phúc, mà chúng ta không bằng lòng, mà không bằng lòng có nghĩa là tâm tham cầu mà thôi. Mình nghe nói sang chung được làm, xè ra cái là có, muốn cái gì có cái đó. Thật ra quý vị hỏi những người khi mà có tỷ phú rồi, họ có tiền muốn cái gì được cái đó đó, hầu như là họ không có niềm vui. Mà có nhiều người họ tự tử vì họ không có cái gì để mà mong cầu nữa, họ đạt tới cái trạng thái là họ thấy họ lạc lõng, họ hụt hẳn. Có những người tự tử chết, họ để những lá thư, quý vị biết, họ thành danh thành đạo, không có gì mà họ muốn không được, họ không có cái niềm vui gì khác hết, tại vì lúc đó họ không biết quay đầu về, tại họ sống cho cái vị kỷ họ. Tôi hỏi quý vị nha, quý vị tâm cầu nha. Quý vị nhìn thấy cái iPhone quý vị biết liền. Cái anh Apple anh ra đầu tiên là cái iPhone mấy quý vị? Hả? Số 2 phải không? Rồi đến iPhone mấy nữa? 3 phải không? 4, 5, 6, 6 plus rồi tới 7. Quý vị thấy nó luôn đòi người ta cứ chạy như vậy. Rồi quý vị thấy Windows mấy? Ngay cả cái Windows 95 và quý vị dạy cũng chưa xài hết những cái công dụng của nó. Lên tới Windows, Windows 8, Windows 10. Cứ làm như vậy hoài, và làm như vậy hoài, rốt cuộc rồi đó, bao nhiêu cái iPhone cũng không có thỏa mãn quý vị. Và bữa lên tới iPhone 20 cũng không thỏa mãn quý vị nữa, tôi bảo đảm. Quý vị chán liền, quý vị đi tìm cái mới, đi tìm cái mới, đi mới. Tìm cái mới, sư phụ bằng lòng với cái phone cùi bắp này là sư phụ ở Niết Bàn. Phải không quý vị? Cái công dụng nó giống nhau à. Một cái phone này là để chi quý vị? Để mà phương tiện, để mà liên lạc. Cái iPhone cũng là phương tiện liên lạc. Cái Samsung cũng là phương tiện liên lạc. Cái này một cái như vậy không khác mà đua nhau, tranh nhau. Bà xài cái đó, mình đo, mình thấy cái bà kia có đó, rồi mình về muốn biểu chồng mình phải mua một cái vậy. Cái xe là gì? Định nghĩa cái xe là phương tiện di chuyển. Xe là cái gì? Định nghĩa xe là Mercedes, nó là xe, không phải. Xe phải là Lexus phải đi, không phải. Xe là một cục sắt có bốn cái bánh và có hệ thống thắng. Ở trong đó có những hệ thống an toàn và có hệ thống để mà bảo vệ, và cái máy đó đầy đủ tiêu chuẩn về emission, không ô nhiễm. Cái xe đó được quyền di chuyển. Tôi hỏi bây giờ cái bộ DMV nó coi về vấn đề mà cái bộ mà License Department, cái bộ mà Transportation
nó có dành ưu tiên cho cái xe Mercedes mới được lái xe, hay là cái xe Corolla của thầy, hay là cái Toyota 30 năm của thầy mới được quyền di chuyển trên đường phố. Tất cả các xe mà được qua cái an toàn độ khói, độ chết, có bảo hiểm, thì cái xe đó cũng được quyền chạy trên các xa lộ của Hoa Kỳ, chứ không phải là Mercedes hay Lexus mới được di chuyển trên xa lộ Hoa Kỳ. Cho nên người nào có trí huệ thì đi cái xe nào càng rẻ tiền, càng đóng bảo hiểm ít, càng maintenance nhẹ. Cũng như cái xe của thầy bây giờ là sao quý vị, nó đã trên 27-28 năm, cho nên tới một năm thầy chỉ bỏ ra 30 đồng thầy đóng cái tem. Còn những cái xe mà nằm trong thời kỳ còn mới, còn nổi, còn nổ được, cái xe đó phải đi emission, phải kiểm. Cho nên xe của thầy tới cái độ là coi như là chính phủ Hoa Kỳ cũng không còn kiểm soát được. Rõ ràng cái xe của thầy bây giờ tuy là nó xấu, nhưng mà nó dọc, nó đã được tự do tự tại, nó không còn bị ràng buộc bởi những cái anh license đề ba mánh. Tu đi, làm để làm cái gì? Niệm Phật làm gì? Trên xe nó có gắn cái gì cũng vậy hết thôi. Thành cái mục đích của niệm Phật đó là thật tướng niệm Phật, tìm cho mình cái an lạc. Mà ra đường đậu cái xe cũ xì nó không ai lấy nữa, không ai lấy nữa. Mà đi cái Mercedes chạy cái là dòm qua dòm lại, đi cái Lexus chạy qua dòm lại, Infiniti chạy qua dòm lại, sợ nó trầy, nó quẹt, đúng không quý vị? Thành ra có những người mua xe lại là nô lệ chiếc xe. Một trận mưa đá, một trận mưa đá rớt xuống xe của thầy, thầy ngủ tỉnh mơ. Còn một người trận mưa đá nhảy xuống là chạy ra kiếm cái gì mà xe chạy vô gara, phải không? Như vậy cái xe là đem lại hạnh phúc cho mình, vô tình cái xe là đem lại phiền não cho mình. Cho nên quý vị thấy rõ, áp dụng cái đó. Cho nên Đức Phật Di Đà nói, không phải ngồi thiền nhiều là được về đó. Ở trên cõi Cực Lạc có A-la-hán không quý vị? Trên đó có ngồi thiền không quý vị? Có người đi kinh hành, người tỏ thiền, người niệm Phật, người trì chú. Trên cõi Cực Lạc Ngài không kỳ thị ai hết, mà ở dưới này đó chúng ta kỳ thị nhau hết. Ở trên cõi Cực Lạc nói A-di-đà là thanh tịnh bình đẳng giác. Đức Phật A-di-đà Ngài nói là không sai biệt, chứ đừng nói là không phân biệt. Không phân biệt mà trở thành ra là gỗ đá, không sai biệt. Đừng có bao giờ nói chính phủ Hoa Kỳ là không có phân biệt, nhưng mà không sai biệt. Cái bộ là DMV, Department of Motor Vehicle, tức là cái bộ cấp license cho quý vị chạy, họ không có sai biệt một chiếc Mercedes trị giá 100.000 và một chiếc xe trị giá 500 đô, không sai biệt. Chỉ có khác nhau là chiếc xe trị giá 100.000 thì đóng bảo hiểm nặng, đóng thuế lưu hành nặng, và cái người đó phải lo lắng đủ thứ chuyện. Chỉ khác nhau có cái là cái người đó cũng di chuyển giống nhau, hết trong đi cũng tới nhau. Quý vị thấy rõ, cái xe dầu mà thầy chạy 25 chỗ ngồi đó cũng chạy tới Colorado, mà ai dầu thấy cũng ớn da gà, thấy không? Mà cái xe mới tinh cũng vậy thôi, mục đích là đến nơi cũng đến Cực Lạc, cũng đến Colorado, đường nào cũng về, cũng về La Mã. Cho nên đối với sư phụ thực tướng niệm Phật, là chúng ta dùng niệm Phật để làm cái gì? Người đó thấy mắt, cái mắt thấy sắc mà không có dựa vào đẹp xấu. Người đó nghe âm thanh mà không kẹt vào lời khen tiếng chê. Người đó tụng kinh cũng được, không tụng kinh cũng được. Người đó không kẹt vào cái lời khen tiếng chê. Người đó không dùng miệng để mà làm phiền não người khác. Người đó dùng miệng để làm cho người ta an vui. Thì Đức Phật A-di-đà nói người đó đạt tới cảnh giới là thực tướng niệm Phật. Thực tướng niệm Phật. Mà niệm rồi, người đạt tới cảnh giới này rồi, thì ta đạt tới kêu là vô niệm. Lúc này mới là vô niệm nè. Phải đạt tới cảnh giới đó mới kêu là vô niệm. Tức là không cần niệm Phật nữa. Người này đã hết bệnh ung thư, người này không cần xạ trị. Người này đã hết đau bao tử, người này không cần uống thuốc nghệ. Người này đã hết bệnh nhức đầu, không cần uống Tylenol số 3. Người này không còn bị dị ứng gì các loài hoa, không cần uống thuốc dị ứng. Người này nếu còn uống nữa thì sẽ bị bệnh do thuốc, chứ không phải bệnh do bệnh ra, hiểu chưa? Cho nên tới cái trạng thái này mà vẫn còn niệm Phật, Đức Phật nói coi như này, người này là tiểu thừa, người này bị kẹt, cho nên người này tới bờ không chịu lên. Cái người này tới nơi mà không chịu lên, cho nên tu tiểu thừa là
phá được cái ngã chấp. À, coi cái thân này là dơ uế, nhưng mà còn kẹt vào cái pháp chấp. À, cái người mà tu tịnh độ mà còn niệm à, niệm kỳ danh, thì người nó còn kẹt vào là tôi niệm một ngày được 10 chuỗi, à, ngã mạng, bà niệm được bao nhiêu, tao niệm được 20 chuỗi, à, mày tu niệm Phật được bao nhiêu, tao niệm được 30 năm, à, bà 30 năm thì khi dễ cái bà 29 năm, à, bà 29 năm khi dễ bà 28 năm, tụng mà đầy tham sân si. Cho nên mình chỉ nói một câu, người đạt tới thực tướng niệm Phật thì dù là niệm một giây mới biết niệm Phật thôi, mà lọt vào thực tướng niệm Phật, à, cái người này niệm Phật 30 năm, đi chùa 30 năm mà vẫn chấp vào cái Mercedes là ngon, vẫn chấp vào cái nhà bạc triệu là ngon, thì không bằng cái người này mới đến với thầy có một ngày mà xe nào cũng là xe. Và cái người này chỉ cần niệm một phút, người này không khác gì cái người kia. Người niệm Phật là cái người đó đang thắp một đèn trí huệ, nhưng mà ngưng niệm Phật là cái máy đèn tắt liền. Còn cái người một ngày niệm Phật, nhưng mà cái người này biết sử dụng là tôi bà niệm 30 năm kể bà, ánh sáng của bà không khác gì ánh sáng của tôi mới lâu nay cái đèn tôi nó không có cháy, nhờ thầy thông lai ngày chỉ cho tôi bật chúng công tắc nó cháy, tôi mới niệm Phật có một ngày, tôi mới tu có một cái pháp trường hạ này, nhưng mà ánh sáng của tôi không khác gì ánh sáng của bà ơi. Tu thượng thừa là không kẹt vào cái thân chứng kiến ngũ uẩn và không đặt qua khỏi cái ngã chấp, và không kẹt vào niệm Phật, không kẹt vào thời khóa niệm Phật. Cái người này, à, có nhiều bà tu là kẹt cái thời khóa lắm, cho thấy pháp chấp. À, bữa nay cái tự nhiên thấy khóa tu rồi, thầy thông lai thầy hẹn tôi được đi tu rồi, bây giờ tự nhiên cái bà bảo lãnh ông già vợ bà qua, tôi bây giờ tôi không tiếp không được. Cái người này sai rồi, cái người này còn kẹt vào thời khóa niệm Phật, người này còn kẹt vào cái thời khóa của thầy thông lai, người này chưa phải là thực tướng niệm Phật. Người này nó ủa, còn một anh đó, bữa nay tao cũng có vậy, tao cũng có bạn và vợ tao qua, không thành vấn đề. Ủa, ê, không được, tao kẹt cái chết cha rồi, cái thời khóa này tao kẹt đi thăm Đạt Lai Lạt Ma, tại sao mày đi đốt bà già mày qua vậy? Ủa, cái người đó còn kẹt vào Đạt Lai Lạt Ma là có phước, mà bà già mình không có phước, cho nên một cơn kia là để cho bà già mình lang thang ở phi trường San Francisco, ngồi nó khóc lóc, trong khi đó chạy xuống dưới mình phơi nắng cho cháy da đầu để chờ được Đạt Lai Lạt Ma sờ đầu, thấy không? Hiểu chưa? Thì cái tên này dù tu bao nhiêu năm cũng chưa đạt được thực tướng niệm Phật. Còn cái tên kia nói là ủa, tao đâu có cần đi đón Đạt Lai Lạt Ma, tao đi đón Quan Thế Âm Bồ Tát, mày tại sao mày không đón Thánh Tăng? Tao không đón Thánh Tăng, nhưng mà tao đón đây là một cái Bồ Tát bằng xương bằng thịt, cho nên cái người đó không kẹt vào thời khóa. Người đó, tao nói thật với mày, tao mới thật sự là đi đón Đạt Lai Lạt Ma. Mày nói sai rồi, mày có được rồi đâu, mày đưa cái hình đó coi, mày đưa là ma cho cái gì không, có cho sự khăn không? Không có cho. Nhưng mà Đạt Lai Lạt Ma ngài được người ta kính trọng là cái gì? Vì ngài có lòng từ bi. Ngài Đạt Lai Lạt Ma ngài được người ta kính trọng là cái gì? Vì ngài tái sanh 14 lần, chưa chắc. Ngài tái sanh 14 lần, tức là ngài luân hồi tới 14 lần. Ngài thua tao, tao luân hồi từ vô thủy tới ngày nay. Nhưng mà vậy bà ngài Đạt Lai Lạt Ma ngài có cái gì? Ngài đấu tranh cho Tây Tạng. Ngài coi như đi tới đâu cũng vận động cho Tây Tạng. Ngài đấu tranh cho tất cả chúng sanh. Và ngài là cái người từ bi như mẹ thương con. Đúng rồi. Cho nên tao mới thực sự là đấng Đạt Lai Lạt Ma. Vì ngài có từ bi cách mấy cũng là tao đi với mẹ tao. Mẹ tao từ bi, mẹ tao sẽ thương tao hơn Đạt Lai Lạt Ma. Cho nên Đạt Lai Lạt Ma, ngài có thiên nhãn, ngài có thượng nhãn, ngài thấy đúng rồi, cái thằng mà đứng canh nắng ở trước chùa Điều Ngự, cái thằng này chưa thấy Đạt Lạt Ma, chỉ thấy được cái thương tướng đại của Đức Đạt Lạt Ma, nhưng mà cái thằng không có di danh đi tu gặp Đức Đạt Lạt Ma, nhưng thằng này quả thật là nó được gặp được Đạt Lạt Ma. Nó gặp cái gì? Nó gặp cái compassion của Đạt Lạt Ma ở người mẹ của nó, tức là gặp Đạt Lạt Ma. Hiểu chưa quý vị? Tôi gặp được Đức Đạt Lai Lạt Ma, tôi không gặp được ngài bằng xương bằng thịt, nhưng mà tôi rất là gần Đạt Lai Lạt Ma. Thầy chưa bao giờ có cái duyên hạnh được ngài rờ đầu, thầy chưa có bao giờ được cái duyên hạnh để mà ngồi trước những cái sân nắng để mà chờ, để mà đón một cái gì thánh tăng. Nhưng mà thầy đang làm những gì Đạt Lai Lạt Ma làm, thầy cũng là đệ tử Phật, Đạt Lai Lạt Ma cũng đệ tử Phật. Thầy cạo đầu cắt ái đi tu, Đạt Lai Lạt Ma cũng cạo đầu cắt ái đi tu. Đạt Lai Lạt Ma là người tị nạn chạy trốn khỏi cái nước Tây Tạng, từ những ngày Trung Quốc vào chiếm
và thầy cũng là cái người tu sĩ tị nạn chạy vượt biên qua đảo Ga Lăng rồi đến Hoa Kỳ, và ngài Đạt Lai Lạt Ma đi tới đâu cũng vận động nhân quyền cho Tây Tạng, và thân tỏ thân lai đi tới đâu cũng vận động tự do cho Việt Nam, ngài đi tới đâu ngài cũng đòi hỏi các quốc gia phải dành cho người Tây Tạng quyền tự trị, và tôi đi tới đâu tôi cũng đều đòi cho người Việt Nam tự trị, đừng trở thành một cái tỉnh của Tàu. Và như vậy tôi với Đạt Lai Lạt Ma không gặp nhau, nhưng mà tôi đang quý ngài bằng cái gì? Tôi không phải là cái người thấy sang bắt hoàng làm họ, mà tôi là cái người kính trọng ngài. Kính trọng ngài bằng cái gì? Là không gì bằng kính trọng con của ngài. Cho nên tôi thấy con của ngài, con của ngài không có tu bằng Đạt Lai Lạt Ma, nhưng mà tôi mời những đứa con của ngài để mà tôi về, để tôi cúng dường, để cùng hành pháp. Và tôi không ngờ ngời lợi dụng hào quang của ngài để lấy tiền, rồi lấy cái tiền của ngài để mà chia 46 để mà cất chùa cho ngài. Tôi dùng cái tiền của đồng bào Phật tử Việt Nam để cất một cái chùa Tây Tạng, có thể là nó nghèo nàn đơn sơ ở trong một cái làng A Di Đà Vân Rô, nhưng mà đó là cái chùa để mà cúng dường cho con của Đạt Lai Lạt Ma, mà cúng dường cho con của Đạt Lai Lạt Ma tức là cúng dường cho Lạt Ma đó. Ngài đó tôi không dám mời ngài vì cái làng tôi không đủ tiêu chuẩn để mời ngài, ngài đó tôi không dám mời ngài, nhưng mà tôi sẽ mời con của ngài đến đó. Con có ngài đến để mà làm trụ trì cái chùa Tây Tạng. Tôi cung cấp điện, cung cấp nước bất vụ lợi, tôi cung cấp đệ tử phục vụ cho các đệ tử của ngài. Nhưng mà cái chuyện mời ngài hay không là do con của ngài đấy ạ. Tôi không có tiền để mướn cảnh sát bảo vệ Đạt Lai Lạt Ma, nhưng mà cái chuyện đó là cái chuyện của con của ngài. Vì đến Đạt Lai Lạt Ma đi tới đâu có những hành vệ sĩ của ngài, tôi không có được cái tờ cái phước báo đó, nên ngân hàng của cái quỹ làng A Di Đà cũng không đủ mướn FPICA, cho nên cái đó là Đạt Lai Lạt Ma qua là cái chuyện mà Việt Cộng nó có giết ngài, nó có hại ngài, là cái chuyện đó của sự step đề pha manh đó à. Hả? Hiểu chưa? Tôi mời là tôi phải chịu trách nhiệm hết, tôi phải mướn cảnh sát FBI. Còn con của ngài mời đó thì con có ngài lo, tôi cũng không rành về nghi thức Tây Tạng gì hết, tôi không có biết. Tôi cũng vậy, thành ra tôi để cho Stéc Đề Pha Minh quyết định, nó vô trong làng tôi mà có cái gì đó là tại vì tôi hoàn toàn tôi không có mời, mà con của ngài mời. Một ngày nào đó mà Hồng Đức nè, thầy Tự Minh được một cái vị nào mà mời cúng cho một cái buổi làng Di Đà, phải không, phải không? Hồng Đức qua đó, Tệ Minh qua đó tiếp thu cái làng Di Đà đó, thì bây giờ người ta không có mời tôi, nhưng mà tôi phải đi, tại vì đệ tử tôi đi mà tôi phải cắt băng khánh thành chứ. Cái chùa đó tên là Tibet mà, đâu phải là tên là Thông Lai đâu. Hiểu chưa? Mình thì cả có khôn bằng mấy anh thầy kia. Ta dạy, ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn, người đến chốn lao sao, cái gì mình cũng bán cái hết. Chứ gì nữa là cười. Là thật đó, không dám. Giao hết cho mấy ông Rinpoche đó hết. Bởi vì nghĩ sao? Ngày tôi làm cái chùa xong tôi cúng dường, mấy ngày đó phải trình Tây Tạng, trình Đạt Lai Lạt Ma quý vị. Trình. Và Đạt Lai Lạt Ma ký cái xác lệnh qua đó, rõ ràng là tôi không có dám mời ông, tôi không có đủ sức bảo vệ nha. Thành ra ông qua, ông phải lo chuyện đó, phải không? Thì Đạt Lai Lạt Ma ngày qua thì lúc đó là Stéc Đề Pha Minh, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ lo. Mà Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ lo thì chả có cộng sản nào dám đụng tới ngài cả. Chấm dứt bài pháp thoại lúc này. Chúng ta hồi hướng: quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Bây giờ là 4:10.